kiểu một người thuận tuyển một giờ á, xong rồi giờ này có người này vô, giờ kia có người kia vô, cảm thấy rất là hạnh phúc. Giờ này là cô Tuyết thầy vô này. Rồi à, giờ xem màn hình có bài học tâm đắc ngộ đã gì không cô Tuyết với cô Linh với thầy thầy Phan Văn Hợp? Hôm nay thầy có chia sẻ 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra đó, dự án của mentor năm á là 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra. À, sáng nay Linh có trong Zoom mà, Linh có nghe chị Lý chị Hoa chia sẻ đó. Chắc bữa nào cũng làm cái cho mọi người làm cái dự án đó quá. Rồi thầy muốn kích hoạt tổng nghiệp thức của tất cả mọi người lên đi sao? Sao? Có bài học gì không? Bài học có vẻ là kiểu như là ngày nào cũng có, bây giờ nói chả nhớ. Mọi người ít nói nhỉ, nhưng mà thực ra ngày xưa mình cũng thế. Ngày xưa chỉ có ngồi gọi là nhoi nhoi vào các lớp, xong rồi đấy, xong rồi để cái tên giả đấy. Đấy, xong rồi thỉnh thoảng thì vào comment mấy cái vớ vẩn trêu. Cho nên là biết sao không? Nhân quả đấy. Giờ này mới bảo là hồi trước mới bảo là đi học á, đi học mới bảo là tại sao lớp học của mình á các học trò của mình không làm bài tập thì thôi đừng có trách học trò của mình, bởi vì là ngày xưa mình có làm bài tập đâu mà đòi học trò của mình làm bài tập. Ừ. Thế hồi mấy người á, mấy thầy cô ngồi với nhau á, đua đua với nhau vậy, thì nếu mà hiểu sâu về luật nhân quả như hồi sáng chia sẻ là về trân trọng biết ơn ấy, thì thật ra là mình không có quản trị gì hết mà mình quản trị nhân quả, quản trị từ cái hạt mầm hình ảnh tâm trí ở bên trong mình á. Chào cô Thuy ạ. Dạ, chào cô Trâm và cả nhà. Ngay trước mình học á, mình học có ba cái nguyên lý á cả nhà. Cả nhà nhớ ba nguyên lý không? Nguyên lý hình ảnh tâm trí, nguyên lý về hiện thực với nguyên lý vận hành tiềm thức, đúng không? Ủa cái mặt mình đâu? Để chỉnh lại cái mặt tính nhé. Mình học ba cái đó, mình học ba nguyên lý đó. Thì Hình á. ảnh tâm trí, hiện thực, vận hành tiềm thức. Thì mọi người thử 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 nhắc lại coi. Tại vì mình phải hiểu ba cái này. Bắt đầu mình mới có phải là nguyên lý trọng điểm của nguyên lý về hình ảnh tâm trí là gì? Trời ơi, chưa xem, chưa chép lại luôn. Nhớ coi nào, không nhớ là nó sao mà đi tiếp được. Ơi, có bồ nào cứu bồ lên giơ tay hộ phát biểu. Cứu bồ, các bồ ơi. Cô Thuy Bồ ơi, phát biểu đi các bồ rồi ơi. đang vừa làm việc vừa nghe cô Trâm, nhưng mà nghe cái nguyên lý hình ảnh tâm trí có phải là
mầm hình ảnh trong tâm trí sẽ quyết định hiện thực của chúng ta, thì nó chính là cái công thức cội nguồn cuộc sống, đúng không cô? Ừ, nhưng mà cấu chốt của cái đó là gì? Rõ hình thì gì? Rõ hình thì ra quả. À, rồi còn nguyên lý hiện thực thì sao? Nguyên lý hiện thực là những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta hiểu sẽ quyết định hiện thực cuộc sống của chúng ta. Những gì chúng ta biết, tín hiệu thì nó gọi là gì? Là khái niệm nguồn. Ừ. Rồi. Vậy thì là rõ khái niệm thì Do khái niệm thì sẽ hiển lộ ra vật chất. ừ. Rồi còn nguyên lý vận hành tiềm thức. Nguyên lý vận hành tiềm thức là công đức phước đức, là mình là tích tạo công đức phước đức, đúng không cô? Là nguyên lý vận hành của tiềm thức là âm dương cân bằng, là có khu vườn tiềm thức, có ông ý, mình cho vào kho những cái bài học, xong rồi khi nào mà mình cứ cho vào kho, nhập kho liên tục, thì đến khi mà mình muốn lấy ra thì là mình dễ dàng mình khui được cái tổng nghiệp thức của mình, đúng không cô? Thế này này cả nhà, khi mà nó phải đưa vào nhận thức của mình luôn nha, tại vì Dạ. đến bây giờ mà mình nói chưa thành nhận thức của mình thì nó khó trong hiện thực của mình lắm. Bây giờ Dạ. nhé, thứ nhất rõ hình, còn những thứ trong mình có ba cái góc, mình học ở hệ quy chiếu á là mình có ba cái góc như thế này, rồi hệ quy chiếu quan trọng cực kỳ luôn á. Này nó hết mực của các bạn rồi. Mình có ba góc, công nhận mọi người học ở đây được học kỹ này. Tức nha, mình có góc thứ nhất là có phải là khái niệm, thì á rõ khái niệm á thì sẽ cho mình hiện thực. Có một cái là về hình ảnh tâm trí, thì rõ hình thì cho ta ra quả. Một cái nữa đó là vừa nãy cô Tuyết nói là công đức phước đức, nhưng mà cả nhà, công đức phước đức ấy thì hay còn gọi là gì? Công đức phước đức. Hôm bữa mình học cái phần này nguyên lý vận hành tiềm thức á, có phải là học ba khối đức là khối điện tử á cả nhà? Ba khối đức là khối điện tử á cả nhà. Tức là thế này, ba khối đức, công đức, ác đức, phước đức, nó có phải là ba khối điện tử âm dương cân bằng không? Đúng cô ạ. Có thể này này, chỗ này là được gọi là tần số rung động năng lượng cao, siêu cao và thấp á. Tần số rung động năng lượng thì có nghĩa là nếu như một cái thứ gì đó trong cuộc đời muốn có hiện thực á nha cả nhà, khi mà mình muốn có hiện thực á thì á, mình phải nhìn vào cả ba góc này thì nó mới gọi là bền vững. Cả ba góc này nó mới là bền vững. Bởi vì sao? Hoặc là ví dụ như tại sao lại nói có những cái là rõ khái niệm thì ra quả, có những cái nói rõ hình ảnh tâm trí thì có quả. Rõ khái niệm thì có hiện thực, tương đồng tần số thì sẽ sở hữu. Ví dụ như mình nói nó thành nhận thức ấy thì là nguyên lý về nguyên lý hình ảnh tâm trí, thì rõ hình ảnh tâm trí, rõ hình thì ra quả này, thì nó có phải là ở cái rõ hình ra quả thì là ở công thức của nguồn cuộc sống không? Thì cấu chốt lại, khi mà nói đến công thức của nguồn cuộc sống hay là nói đến nguyên lý về hình ảnh tâm trí thì phải chốt lại được một câu á, là rõ hình thì ra quả. Còn á, khái niệm á, mình phải chốt được một câu á, là rõ khái niệm thì có hiện thực. Tức là mình có đi tìm hiểu cái gì, một cái bài mà mình tìm hiểu có phải là dẫn dắt cuối cùng để đến một cái nhận thức cuối cùng không?
Tức là một cái Đúng. bài ngày hôm đó chia sẻ có 2 tiếng, có 4 tiếng hay 5 tiếng, thì có phải là dẫn dắt mọi người từ cái biết của mọi người để mà dẫn dắt cho mọi người đến cái cuối cùng là cái này không? Đúng. Ừ, vậy thì nếu như mà gọi là có nhận thức ấy, nếu mà bảo là thay đổi nhận thức á, thì mình chỉ cần biết cái này thôi. Nếu mà người đó thuần biết là nghe lời và thuần biết thì chỉ cần biết cái này là thay đổi được nhận thức. Nhưng mà bởi vì người ta không ấy được nên mình cần phải phải nên là mình cần phải 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 dẫn dắt cho người ta. Một mình làm chuyên gia tư vấn huấn luyện thì mình phải dẫn dắt từ cái biết của họ để dẫn dắt đến cái này. Thì cái này này mình cần phải nắm được cái trọng điểm cuối cùng. Còn tần số rung động năng lượng ấy thì mình hiểu là ở nguyên lý vận hành tiềm thức thì nó có công đức phước đức ác đức, hay còn gọi là ba khối điện tư. Ba khối điện tư á, thì nó có là thấp, cao và siêu cao. Thì mình nói ba khối điện tư đó nó chính là tần số rung động năng lượng đó cả nhà. Tức là một á, có hai cách nói. Một là mình nói là ba khối đức, hai là mình nói ba khối điện tư. Đúng đúng theo ta ghét. Rồi. Vậy thì đối với tần số rung động năng lượng ấy, mình phải có nhận thức là tương đồng thì sở hữu. Được gọi là nguyên lý vận hành tiềm thức ở cả nhà, tương đồng thì sở hữu. Được chưa? Tương đồng thì sở hữu. Được không em? Nắm tới đây nhớ chưa? Đã nhớ rồi cô. Ừ, vậy thì á, bây giờ nhá, khi mà Khánh chấm hỏi cả nhà Bạn hay là nào chứ Khánh đứng chấm đứng nhắc đứng. nhở cả nhà, hay là cả nhà mà nhắc đến công thức cội nguồn cuộc sống, hay là nhắc đến cấu trúc con người, hay là nhắc đến bài là tam giác hiện thực, hay là còn gọi là nhắc tới nguyên lý hiện thực này, nguyên lý hình ảnh tâm trí này, hay là nguyên lý vận hành tiềm thức, mình phải có một cái nhận thức luôn. Bởi vì mình đã mổ xẻ sâu sắc hết rồi, mình mổ xẻ để mình đi đến một cái kết luận cuối cùng, thì là rõ khái niệm có hiện thực, rõ hình thì ra quả, và tương đồng tần số thì sẽ sở hữu. Tức là tương đồng thì sở hữu, thì ba cái này mình phải nắm chắc như vậy thì mình mới đi tiếp được. Thì mình nắm tới đây, mình nhắc nhở tri thức tới đây ha. Rõ khái niệm thì có hiện thực, rõ hình thì ra quả, và tương đồng tần số thì sẽ sở hữu. Là cái có nguyên tắc, nguyên lý về hiện thực, nguyên lý hình ảnh tâm trí, và nguyên lý về khu vườn tiềm thức, nguyên lý tiềm thức. Rồi, vậy thì hôm nay á, Thành Trâm sẽ nhắc lại cho cả nhà chia sẻ với cả nhà lại một xíu về phần tương đồng nhé. Có một số ví dụ rất là hay mà có thể áp dụng được trong cuộc sống. Chữ tương đồng thì sẽ sở hữu. Ai chưa học thì mọi người nghe lại cái bài này nhé. Tương đồng. Mà em nghĩ chắc ai cũng học rồi, nhắc nhở là mọi người nhớ mà. Tương đồng thì sẽ sở hữu. Dạ, chào cô Thanh Hóa. Tương đồng thì sẽ sở hữu. Khi mà mình đối với tần số rung động năng lượng ấy, thì mình phải nhớ đến chữ tương đồng. Khi mà nói đến tần số rung động năng lượng thì mình phải nhớ đến chữ tương đồng. Mình phải nhớ đến chữ tương đồng. Mình phải nhớ đến chữ tương đồng. Vậy thì á, đối với tương đồng á, thì mình tức là mình không hám cái gì nhiều mà mình cũng không hám cái gì ít cả nha. Mà đối với tần số rung động năng lượng cao quá, tần số rung động năng lượng mà cao quá thì là xa rời những cái gì mình muốn, mà thấp quá thì mình không có sở hữu được nó, và chỉ có tương đồng với nó thì mình mới mới sở hữu. Chỉ có tương đồng với nó thì mình mới sở hữu. Ủa, em có đang record không ta? Có lúc em vào room thấy có ấn có Dạ. Tại hôm qua mất video nên là thấy sợ sợ. cô kiểm tra lại con. À có. Rồi, bây giờ nhắc đến chữ tương đồng á, bây giờ vào phải vào nhận thức của mình luôn. Nhắc đến tần số rung động năng lượng thì phải phải nhớ đến chữ tương đồng. Nhắc đến tần số rung động phải nhớ đến chữ tương đồng. Bởi vì nếu như mà tần số rung động năng lượng mà cao quá thì sẽ xa rời cái mình muốn. Đó. Và cái gì mà thấp quá thì mình không có sở hữu được nó cả nha. Và phải tương đồng thì mình mới sở hữu được. Ha. Vậy thì á, ở trong hôn nhân gia đình á cả nhà, có nhiều người á,
thấy con mình có vấn đề và sau đó đến, tức là thấy con mình vấn đề xong đi tìm cách để mà chữa trị cho con các kiểu ấy. Thì thầy của mình á, tức là khi mà có rất là nhiều người đến, nhiều người đến hỏi thầy cái cách ví dụ làm cho con mình tốt lên, tại vì họ thấy con có vấn đề rồi đó. Và họ họ muốn là kể cho thầy nghe, kể cho thầy nghe. Em viết lại cái này, cái chữ kia, kể cho thầy nghe và xong rồi để cho thầy kiểu như là thầy đưa ra lời khuyên hay là làm cái gì với con của mình, hay là chứng minh cho thầy thầy biết là con mình có vấn đề đấy, và nhờ nhờ thầy giúp đỡ. Cái này trước đây em chuyên gia. Vậy hả? Dạ đúng ạ. Từ khi mà biết đến quýt, biết đến tri thức của thầy mới dứt luôn. Đó, vậy thì á thầy mới bảo là thế này, thầy nói mà Khánh Trân thấy rất là hay, thì thầy mới nói là đó là con của chị mà, nếu mà nó tốt hơn á thì nó không phải là con của chị, đó là con của chị mà, nếu mà nó tốt hơn nó đâu phải là con của chị, nó là con của chị mà, nếu mà nó tốt hơn nó đâu phải con của chị. Vậy thì á, nếu như mà mình thấy con mình ngu á, sau đó mình nói con mình ngu, sao mình ngu quá vậy? Ở cái tuổi của mày tao có như vậy đâu. Thì có phải ở quê á, mình thường hay chửi con vậy không cả nhà? Nếu mà người con đó mà biết nói lại á, thì nói là mẹ à, mẹ là mẹ của con á, mẹ là mẹ của con á. Thì có nghĩa là tương đồng á cả nhà, tương đồng thì sẽ sở hữu. Thì có một cái câu chuyện rất là hay, một cái câu chuyện rất là hay mà thầy kể là cả nhà nhớ câu chuyện khuyết điểm của em á, biết ơn khuyết điểm của em xin phép được kể lại nhé. Thì á có câu chuyện là có hai người đó cưới nhau, thì 3 ngày á, thì sau 3 ngày thì phải đi lại về bên vợ á, tức là lại về bên vợ, thì ông cha vợ mới nói với con rể về cái cảm nhận sau khi mà cưới á cả nhà. Thì hỏi là cảm nhận của con về vợ của con như thế nào, thì ông rể ông mới nói á là vợ của con rất là tuyệt vời. Xong thì ông mới nói là con có thể thấy cái sự tuyệt vời đó trong vòng 6 tháng. Con có thể thấy cái sự tuyệt vời từ vợ của con á trong vòng 6 tháng, rồi thêm 1 năm nữa. Nhưng mà con à, 3 năm sau, 5 năm sau, có thể con thấy mình đã cưới nhầm người phụ nữ này rồi. Và 5 năm, 10 năm nữa thì coi chừng con thấy, con không thể hình dung được đó là con đã cưới cái người này. 10 năm, 20 năm nữa, coi chừng là con nói với ba là con đã sống trong ngục tù lâu rồi. Nhưng mà con rể à, nếu mà con gái của ta tốt hơn á, vợ của con mà tốt hơn á thì nó đã lấy người đàn ông khác rồi. À, vậy thì cái câu chuyện này tên là biết ơn khuyết điểm của em. Tại vì nhờ em có cái khuyết điểm đó mà mới có cơ hội để kết hôn với em. Vậy nếu mà có một người phụ nữ nào đó tốt hơn rồi á, tốt hơn thì đã chọn một người người đàn ông khác rồi chứ không phải là chọn mình nữa. Cho nên trong dân gian có hai câu nói á, đó là nồi nào vúc úp vung nấy, nồi nào úp vung nấy, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Còn có câu là mấy tầng nào gió tầng tầng đó, có nghĩa là sao cả nhá, có phải là tương đồng á, nó là tương đồng thì mới sở hữu, mà là tương đồng thì mới sở hữu, mới có nhau. Vậy nên là đừng có ham cái gì cũng là cao, cũng là nhất hết, mà là muốn sở hữu cái gì thì mình tương đồng với cái đó thì sẽ sở hữu. Nên là một người nào có tần số rung động năng lượng cao á thì xa rời cái đời sống vật chất thì chúng ta phải chấp nhận, bởi vì chúng ta đã chọn là nâng cao tần số. À, còn nếu như mà các anh chị có thể có một cái đời sống vật chất á xung quanh rất là tốt, nhưng khả năng sở hữu mà mình không có, thì á có một cái này này, như thầy của mình á là thầy mình chọn
đó là nâng cao tần số rung động năng lượng của mình lên cao và siêu cao. Để làm sao? Để hỗ trợ cho, có phải là để hỗ trợ cho tụi mình về tần số rung động năng lượng không? Nhưng mà khi mà thầy chỉ cần hạ một xíu thôi á, thì là tiền bạc có đổ về không cả nhà, vật chất có đổ về không? Bởi vì sao? Tần số rung động năng lượng cao á, là đời sống tinh thần rất là tốt, nó có sự an vui, hạnh phúc, bao dung. Đặc biệt là an vui á, bởi vì cả nhà nhớ đó là khi mà trạng thái nội tâm cân bằng thì là tần số rung động năng lượng là siêu cao, thì lúc đó là đời sống tinh thần tốt. Nhớ lại cái đồ hình mà quản đồ hình về tâm thức á, thì nó có trải nghiệm nhân sinh quan và vũ trụ quan và thế giới quan á. Thì nếu như một người có tần số rung động năng lượng là siêu cao à, thì đời sống tinh thần rất là tốt, nhưng mà mình muốn hạ xuống để sở hữu vật chất thì có hạ được không? Tại vì từ siêu cao vẫn hạ xuống được cao mà. Đó, đó là cái chữ tương đồng á cả nhà. Rồi, vậy thì á, khi mà mình nhắc tới tần số rung động năng lượng thì mình phải nhớ là tương đồng. Vậy thì tất cả những cái gì mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình á là do mình tương đồng với nó mà mình có. Vậy thì quay lại cái này này, vừa nãy em nói chưa hết ý này. Thì em muốn có hiện thực, có phải là những cái gì mình đang có là mình tương đồng với nó không? Thì tức là cái hiện thực của mình đang có. Rõ khái niệm thì có hiện thực, rõ hình thì mình là quả. Thì có những thứ trong cuộc sống này này, có những điều mình phải làm rõ là rõ khái niệm. Bởi vì nhiều cái nó không có hình, chẳng hạn như an vui với hạnh phúc á, thì mình không có hình, làm sao mà mình có cái hình, mình hình dung được an vui là như thế nào, hạnh phúc là như thế nào? Đâu có đâu. Vậy thì mình phải làm rõ khái niệm đó. Chẳng hạn như nhá, từ hôm qua giờ mình học về bảy bố thí đúng không cả nhá? Mình làm rõ, rất rõ về khái niệm gì? Cao nhân quý nhân nhân mạch á, chính dạng người cần nhận dạng này, mình làm rõ ra, có phải là mình làm rõ khái niệm không? Đó, rồi mình làm rõ hình ảnh tâm trí, thì có những cái là nó có hình thì mình làm rõ hình ảnh tâm trí đó, ví dụ như ngôi nhà này hay gì đó mà nó không có khái niệm thì nó là có hình ảnh tâm trí thì làm rõ hình ảnh tâm trí. Nhưng có những điều thì phải tương đồng tần số thì mới mới sở hữu, tương đồng tần số với nó thì mới có. Và còn những cái nó cần phải có cả cả ba góc này thì nó mới có hiện thực bền vững. Thì mình phải làm rõ hết những cái này thì mình sẽ có hiện thực, rõ khái niệm, rõ hình và tương đồng tần số rung động năng lượng. Được không cả nhà? Vậy thì bây giờ đó là em nhắc nhở lại vậy. Bây giờ mình đi đến một cái được gọi là quy luật của tâm thức cả nhà. Mình đi đến quy luật của tâm thức nhé. Mình đi đến quy luật. Hôm nay mình sẽ học là về quy luật trước khi quản trị tâm thức. Quy luật tâm thức. Quy luật tâm thức là gì? Tâm thức là gì? Quy luật tâm thức. Mình nghe cái từ này nhiều rồi mà đúng không? Quy luật tâm thức. Tâm thức á, tâm thức đơn giản là gì? Tâm thức đơn giản là gì? Có phải là nhận thức nội tâm không cả nhà? Tâm thức á, nó đơn giản là tâm thức là nhận thức nội tâm. Nhận thức nội tâm. Tâm thức là nhận thức nội tâm. Tâm thức là nhận thức nội tâm. Vậy thì mình có cái khái niệm này cả nhà, mình có khái niệm này, anh có cái khái niệm này, mình cần phải làm này, đó là nhận thức nội tâm, được chưa?
Tâm thức, đơn giản là nhận thức nội tâm. Nhận thức nội tâm. Và mình tìm hiểu thêm một cái nữa, đó chính là tầng bậc trí tuệ. Tầng bậc trí tuệ. Vậy thì á, cả nhà mình nghĩ con nhớ nhớ là mình sẽ có hai cái ngôn từ, đó là nhận thức nội tâm và tầng bậc trí tuệ. Thì hai cái khái niệm này này nhìn á là hình tướng như nhau nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Bởi vì sao? Một cái là chủ động và một cái là bị động. Cả nhà mình còn nhớ năm tầng bậc nhận thức nội tâm á, năm tầng bậc nhận thức Dạ nội tâm nhớ á, rồi. nhớ đúng không? Dạ nhớ ạ. Thì mình có này, nhận thức nội tâm tầng tầng bậc 1. Rồi mình cũng có trí tuệ tầng bậc. Linh có nhớ không Linh? Nhớ nhận thức nội tâm á, và nhớ người người mình học phần trí tuệ rồi. Người có trí tuệ chứ? Người có trí tuệ tầng bậc 1 á. Vậy thì á, mình nhắc nhớ lại nhá. Nhận thức nội tâm tầng bậc 1 là khi đối diện với con người, sự vật, sự việc thì bắt đầu mình có trạng thái nhận thức là cái đó đúng, cái đó sai, cái đó thật, cái đó giả, nên không nên. Khi mà mình đối diện với con người, với sự vật, sự việc, hoàn cảnh, đúng không? Thì đó là nhận thức nội tâm phản ánh với nó. Ở cái gọi là nhận thức nội tâm ở cái tầng bậc đó là tầng bậc 1. Nhưng mà trí tuệ á cả nhá, trí tuệ tầng bậc 1. Trí tuệ bậc tầng bậc 1 là con người chủ động làm cái đó. Mình sẽ có hai cái, nhận thức nội tâm á thì là bị động cả nhà, còn tầng bậc trí tuệ là chủ động. Nhận thức nội tâm á là bị động, còn một cái là chủ động. Tiếp nào được ta? Cái này này là chủ động này. Cái này là bị động này. À, cái này là bị động này, cái này là chủ động này. Cô nhắc lại kỹ cái phần này của em, thì em hai cái em vẫn cứ tơ lơ mơ. Cái tơ năm tầng bậc trí tuệ thì rõ, nhưng mà cái nhận thức nội tâm bậc mấy xong thì năng lượng trí tuệ là nhiều khi là nó vẫn chưa được rõ lắm. Dạ. Học là À, thế tức là nhận thức nội tâm là bị động, còn đâu tầng bậc trí tuệ là chủ động ạ? À? Cả nhà nghe đi rồi em sẽ hệ thống lại cho cả nhà. Như những cái zoom nội tâm ở ở những cái phần đầu đầu những cái zoom đầu ấy là thầy chỉ nói là năm cái tầng bậc trí tuệ theo kiểu là nhận thức nội tâm thôi, xong đến cái zoom sau này thầy mới phân tích kỹ là đâu là nhận thức nội tâm, đâu là năng lượng trí tuệ hay cái gì đấy, này em cũng tơ lơ mơ. Đúng ạ. Bởi vì em cũng đã học ba khóa rồi nhưng mà chưa thấy thầy phân tích ra ra hai cái này nó khác nhau ở chỗ nào, nên đầu tiên nghe cô Khánh Trâm chia sẻ cái này. Vậy thì chúc mừng cả nhà. Ngày hôm nay cả nhà sẽ được hệ thống hóa và hiểu sâu sắc và phân biệt được hai cái này để mà mình ứng dụng vào trong cuộc sống, để kiến tạo cuộc sống của mình nha. Rồi, bây giờ mình cứ nghe đi. Đầu tiên này, nhận thức nội tâm là bị động, được chưa? Còn tầng bậc trí tuệ là chủ động. Vậy thì á, nhận thức nội tâm bậc 1 là đúng sai phải trái tốt xấu các kiểu, đúng chưa? Nhưng mà trí tuệ tầng bậc 1 đó cả nhà, không phải như vậy. Mà trí tuệ tầng bậc 1 là con người chủ động làm cái gì đúng, làm cái gì nên, làm cái gì tốt. À, Bây giờ đúng sao? mình sẽ viết lại nhé. Cả nhà đồng ý là mình sẽ đi chậm nhé. Đi chậm để mình nhắc nhớ lại, để bây giờ mình hiểu luôn. Sau ngày hôm nay là mình hiểu hai cái từ này luôn. Đúng rồi, Rồi ạ. cô phân tích phần này đi. Vâng. Tầng bậc bậc 1 là gì ạ? Là gì? Học rồi, nhắc đi con nào. Năm tầng bậc nhận thức nội tâm này. Bài này hạng cực kỳ. Năm tầng bậc nhận thức nội tâm. Tầng bậc 1 là gì? Nhận thức nội tâm tầng bậc 1 là đúng sai thật giả tốt xấu ạ. Đúng rồi. Tầng bậc 2 Dạ. là gì?
Em mở lại ghi cho nó đúng. Tầng bậc hai là gì? Bây giờ mình nhớ đi, tầng bậc hai là gì này? Dạ không thì cô ứng luôn vào cái trí tuệ tầng bậc 1 luôn, nghĩa là ví dụ năm tầng bậc nội nhận thức nội tâm đúng không, thì nội tâm tầng bậc 1, trí tuệ tầng bậc 1 cho mình nội tâm tầng bậc 2, trí tuệ tầng bậc 2 cho nó ấy, cho nó dễ luôn, tức là nó sẽ đi thành một cụm luôn cho nó dễ. Dạ. Con đang bận tí. Cái này đúng không ta? Không biết đúng chứ, đủ chứ, đúng sai thật giả tốt xấu nên không nên là tầng bậc một ha. Này Linh có viết này à, trạng thái nhận thức về sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh đúng sai tốt xấu thật giả nên không nên, đúng rồi cả nhà. Vậy thì á bây giờ là mình có tầng bậc nhận thức nội tâm là như vậy, bây giờ tầng bậc trí tuệ thì sao? Tầng tức là bây giờ có phải là khi mà xảy ra việc ấy thì mình luân chuyển tất cả các nhận thức nội tâm của mình từ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, mình luân chuyển. Ngày hôm nay mình thấy mình dùng cái nhận thức nào, ngày mai mình với hoàn cảnh này thì mình dùng nhận thức nào. Nhưng mà một người ấy, có trí tuệ tầng bậc 1 đó cả nhà, là người ta không đợi cái sự việc đó xảy ra mà người ta chủ động chọn làm những cái gì đúng, làm những cái gì đúng, chủ động chọn làm những cái gì thật, chủ động làm những cái gì tốt và chủ động làm những cái gì nên làm. Được chưa? Vậy thì đối diện với con người, đối diện với sự vật, sự việc, hoàn cảnh thì sau đó nhận thức nội tâm phản ứng được với nó thì được gọi là nhận thức nội tâm tầng bậc đó. Vậy Dạ thì vâng, cô được. Tầng bậc trí tuệ 1 là không đợi sự việc xảy ra này, chủ động, đúng không ạ? ừ, tức Chủ là động gì ạ? chủ động mình chọn làm cái gì đúng, làm cái gì nên, làm cái gì tốt. Mình chọn làm cái gì đúng, làm cái gì nên. Mình biết được việc gì thì nên làm, việc gì không nên làm, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì cần làm, cái gì nên, cái gì tốt, cái gì xấu. Thì mình biết được cái đó là mình dùng Là được cái trí gì tuệ tầng bậc một. cái gì nên làm, không nên làm, không nên làm, Thì cái gì này đúng hiểu sai. hiểu sâu hơn á là thế này, hiểu sâu hơn á, ví dụ như một người mà có nhận thức tầng bậc một đi, hiểu sâu này nghe không, hiểu sâu hơn nha. Bây giờ một người có nhận thức tầng bậc một đi thì bây giờ nhá, gặp một người, người này đi gặp một người, sau đó thấy người này tốt người này xấu, kiểu làm sao xuất hiện ở trong nội tâm mình, ô anh chúng là người tốt hay người xấu ta, thì đó là nhận thức tầng bậc một. Nhưng mà một người có trí tuệ tầng bậc một có nghĩa là họ chủ động nhìn thấy điểm tốt ở nơi con người. Hiểu sâu hơn. Một người có trí tuệ tầng bậc 1 là người ta chủ động nhìn điểm tốt ở ở con người. Chứ không. Phân biệt đúng sai thật giả tốt xấu. Được Dạ chưa? vâng, chỗ này. Vậy thì quản trị tâm thức ý nghĩa là sao? Là dùng trí tuệ tầng bậc đó trong tâm thức của chúng ta thì mới gọi là quản trị. Khi gặp một con người á mà người không quản trị được tâm thức mà để cho tâm thức nó tự do, nhận thức nội tâm nó tự do phát ra, thế là mình thấy người này xấu, người kia tệ, thế này thế kia, thì một người mà có cái nhận thức nội tâm là ví dụ nhá, một người có nhận thức nội tâm đối với thị trường kinh doanh á thì á, hàng loạt nhận thức khó khăn nó sẽ xuất hiện.
tức là không có, thì hàng loạt những cái nhận thức mà khó khăn ở trong cái thị trường đó nó sẽ xuất hiện. Còn một người mà quản trị được tâm thức á, mà dùng tâm thức của trí tuệ tâm bậc một á, thì là gì, là người ta thấy cơ hội trong nguy cơ cả nhá, tức là thấy cơ hội trong nguy cơ, và người ta thấy điểm tốt của con người, và người ta nhìn thấy là cần phải làm gì trong cái thời điểm đó, thì cái đó được gọi là trí tuệ tâm bậc một. Thấy nó khác nhau không? Chỗ này nhanh quá cậu, em vẫn chưa kịp chỗ này nó là như nào. Ừ. Rồi, vậy thì này, nói lại này. Ừ. Bây giờ nhá, người quản trị tâm thức có nghĩa là sao? Bây giờ phân biệt được nhận thức nội tâm tầng bậc 1 với trí tuệ tầng bậc 1 chưa? Rồi ạ. Là như thế nào? Nhận thức nội tâm bậc 1 là thế nào và trí tuệ là như thế nào? Nhận thức nội tâm tầng bậc một là phân biệt phân biệt con người, sự vật, sự việc là đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên hay không nên ạ. Còn tầng bậc trí tuệ tầng bậc một là không đợi sự việc xảy ra, chủ động mình chọn làm cái gì đúng, làm cái gì nên làm, không nên làm cái gì đúng, cái gì sai ạ. Ừ. Vậy này, nhận thức nội tâm tầng bậc 1 đó là mình, ví dụ như em gặp anh Trung, em bảo anh Trung xấu hay đẹp gì đó là bắt đầu nhìn thấy điểm xấu điểm đẹp gì đó. Nhưng mà một người có trí tuệ thì họ chủ động nhìn thấy những cái điểm tốt đẹp ở nơi con người. Cho nên khi mà quản trị tâm thức ấy, là một cái người á mà có trí tuệ thì họ quản trị là sao? Họ thấy những cái điểm tốt đẹp nơi con người và họ thấy nguy cơ ở trong cơ hội. Họ thấy nguy À, cơ ở trong cơ hội. Rồi họ thấy một người con có người. trí tuệ tầng bậc 1 là họ sẽ thấy những cái gì mà cần làm trong thời điểm đấy. Họ thấy cái tốt đẹp của trong con người, thấy thấy khó khăn trong nguy cơ. Ôi là thấy 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 cơ hội trong nguy cơ đúng không? Thấy Thấy cơ cơ hội hội trong nguy cơ. dạ, thấy cơ hội trong nguy cơ. Chứ sao lại thấy khó khăn trong nguy cơ được? Thấy cơ hội trong nguy cơ. Rồi ạ. Ừ. Vậy thì khi nào mà mình chỉ khi nào mà mình có nhận thức nội tâm, hiểu nó thì mình mới quản trị được tâm thức, và quản trị tâm thức thì phải dùng trí tuệ để quản trị được tâm thức. Nên là khi con người nâng lên được tầng bậc trí tuệ thì mới quản trị được tâm thức. Dạ vâng, à, người quản trị tâm thức là họ thấy hình ảnh tốt đẹp cho con người này, thấy cơ hội trong nguy cơ, xong tiếp theo là gì ạ? Thấy những cái cần làm trong thời điểm đó là như thế nào, thì mình cần làm cái gì đó này, nên Vâng. nên 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 làm cái gì này, thấy điểm tốt này, thấy sự thật này, nó thấy cái đúng này, thì đó là ví dụ thôi, là thấy cơ hội trong nguy cơ. Mình không có tập trung vào bóng tối mà mình nhìn ra được ánh sáng, hiểu Trong thời không? điểm Và mình chủ động cái việc đấy. Bây giờ mà em gặp anh Trung nha, xong rồi nếu mà một người có nhận thức thì mình biết anh Trung xấu hay đẹp gì đó không biết, nhưng mà một người có trí tuệ là chủ động nhìn thấy những điểm tốt đẹp. Trời ơi, anh Trung có sức học tập không thể hình dung luôn, không thể hình dung luôn cả nha. Vậy thì khi mà mình có được những cái nhận thức nội tâm đó thì bắt đầu mình mới bắt đầu quản trị được tâm thức. Nhưng khi mà mình quản trị tâm thức á thì mình phải dùng trí tuệ mình mới quản trị được tâm thức. Nên con rồi. người cần phải nâng được tầng bậc trí tuệ thì mình mới quản trị được tâm thức. Dùng trí tuệ mới quản trị được tâm thức. Nắm được tới đây không cả nhà? Mới quản trị được tâm thức. Dạ vâng, hay quá. Người quản trị tâm thức, họ thấy hình ảnh tốt đẹp trong con người, thấy cơ hội trong nguy cơ, thấy những thứ cần làm trong thời điểm đó, không tập trung vào bóng tối, chủ động thấy ánh sáng. Ừ, đó là người có trí tuệ tầng bậc 1 đó. Và mình quản trị được tâm thức thì mình phải nâng lên, là gọi là không phải là nhận thức nữa mà là nâng lên trở thành một người có trí tuệ. Thì đây là trí tuệ tầng tầng bậc 1. Được chưa? Thì có phải là một cái là chủ động. Chủ động là khi mà mình đối diện. Một cái là bị động là mình đối diện với nó. Xong rồi mình nhận cái nhận thức mới lòi ra không? Tức là mình đối diện với sự vật đó thì cái nhận thức nó mới xuất hiện. Được chưa? Vậy Dạ thì vâng.
À, vậy thì thông thường á, không biết sao một số người thường á nhận thức những cái điểm không tốt ở nơi con người, những điểm không tốt ở thị trường, tức là nhận thức mà. Có phải là mình này, nhớ lại nha, mình đi học để mình đổi nhận thức đúng không? Vậy thì mình đổi nhận thức là đổi những cái nhận thức tốt đẹp. Vậy nhưng ở ngoài xã hội người ta vẫn có nhiều người có nhận thức xấu mà. Đó, nhiều người có vẫn có nhận thức không tốt mà, được chưa? Vậy thì đối với nhận thức nội tâm nó có nghĩa là sao? Nhận thức nội tâm là mình đối diện với nó thì nhận thức nó mới xuất hiện, thì có những nhận thức tốt và những nhận thức chưa tốt thì đó được gọi là bị động. Nhưng có một số người thì họ nhìn thấy điểm tốt đẹp nơi con người, thấy cơ hội ở trên thị trường. Đó. Thì người đó là người đang có trí tuệ bậc một mà họ không có biết. Nhưng mình có ăn, mình có học và mình gọi rõ, làm rõ và gọi tên được, và mình ăn học ở đấy rồi, mình biết rồi, thì mình chủ động dùng trí tuệ bậc một để nhìn thấy điểm tốt ở con người, nhìn thấy cơ hội. Được chưa? Cả nhà được cái không thì nhắn tin lên ô chat hay là làm gì để em biết, cả nhà nắm được không để nói lại. Cô Mai Hương này, Hải tím rồi, cô Mai Hương với Linh, chị Ánh Tuyết, cô Thuy rồi ha. Vậy là mình phân biệt được nhận thức nội tâm bậc 1 và trí tuệ tầng bậc 1. Vậy thì muốn quản trị tâm thức thì mình phải nâng lên gọi là trí tuệ cả nhà. Rồi, đó là tầng bậc 1 nha. Đến tầng bậc 2 này. Nhận thức nội tâm tầng bậc 2 là gì? Anh Trúng. Nhận thức nội tâm tầng bậc 2 đó là đó là tánh không của nội tâm. Sao lại tánh không được? Bậc 2 à, nhận thức nội tâm tầng bậc 2 là cội Ừ, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ Linh ơi, Linh thử xem lại cái slide hôm bữa ghi là chữ gì ta, xong mà tìm đúng là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ bản thân, từ chính mình á, ý là ghi cho nó đúng. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ bản thân đúng ta? À, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ bản thân, cội nguồn cuộc sống thì đấy là nhận thức bậc 2. Từ bản thân hay từ chính tôi ạ, đều được hết. Rồi, vậy thì cái thứ hai, nhận thức nội tâm bậc 2 là cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân, có nghĩa là gì? Khi sự việc nó xảy ra rồi, cái hoàn cảnh đó nó xảy ra rồi, thì tự nhiên cái giây phút đó, cái người đó có một cái nhận thức nội tâm. Mọi cái hiện tại đang diễn ra là nó xuất phát từ từ bản thân mình. hoàn Hết. cảnh Đó là một dạng nhận thức nội tâm. nó xảy ra rồi, khi sự việc nó xảy ra rồi, hoàn cảnh nó xảy ra rồi, thì cái người đó là ấy, cái người đó là mới nhận thức là mọi thứ đến từ bản thân. Đúng rồi, tức là khi mà hoàn cảnh nó xảy ra xong rồi, giây cái giây ngay giây phút mà hoàn cảnh nó xảy ra rồi, tức là sự việc nó xảy ra rồi, lúc đó họ mới có một cái nhận thức ở bên trong nội tâm là mọi việc nó bắt nguồn từ chính mình, tức là phải sự việc xảy ra rồi, có phải là bị động không? Có phải là bị động không? Đúng không? Ừ. Rồi, vậy thì một người có trí tuệ tầng bậc 2 thì sao? Tức là người có trí tuệ tầng bậc 2 là họ dùng cái nhận thức này để kiến tạo cái thế giới bên ngoài. Bởi vì họ biết được cội nguồn cuộc sống là xuất phát từ chính bản thân họ, thì họ không có để cho cuộc sống bất như ý diễn ra nữa.
mà nó tác động vô và họ chủ động kiến tạo từ bên trong của họ ra bên ngoài cuộc sống mà họ muốn, thì gọi là người dùng trí tuệ tầng bậc hai. Trí Người tuệ có tầng trí tuệ tầng bậc hai nhá, nói lại này, có phải là bây giờ mình biết một cái nhận thức nội tâm là cội nguồn cuộc sống, bắt nguồn từ bản thân mình chưa? Vậy thì người có trí tuệ tầng bậc hai là họ sẽ chủ động. Vậy thì khi mà họ đã có nhận thức tầng bậc hai rồi á, thì á để mà kiến họ có nhận thức này rồi mà để mà kiến tạo lên cái thế giới ở phía bên ngoài đó, thì họ biết rằng là cội nguồn từ họ rồi, thì họ sẽ không để cho cái cuộc sống của họ là những cái bất như ý diễn ra trong cuộc sống của họ nữa. Bởi vì cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi, cho nên tôi sẽ chủ động kiến tạo thế giới từ ở phía bên trong đi ra bên ngoài cuộc sống theo những gì mà tôi muốn. À, cội nguồn cuộc sống từ chính tôi sẽ chủ động. Vậy thì trong hôn nhân đó cả nhà, có những sự việc bất như ý diễn ra thì người mà có nhận thức bậc hai, những người mà có nhận thức bậc hai mà xuất hiện á, thì là họ có một cái nhận thức là cội nguồn của cái sự việc cãi vã trong hôn nhân này là từ tôi, cho nên người á mà dùng trí tuệ tầng bậc hai á là cái người sẽ kiến tạo một cái hôn nhân theo cái gì mà họ mong muốn từ bên trong. À, tức là tôi sẽ chủ động kiến tạo Thế giới thứ hai từ bên trong tôi, thì bây giờ có phải là tôi sẽ biết là chủ động. cội nguồn cuộc sống nó xuất phát từ mình mà mình biết rồi, vậy thì bây giờ tôi muốn kiến tạo cuộc sống bên ngoài của tôi thì tôi chủ động làm việc đó, thì là người có trí tuệ tầng bậc hai, chứ không phải là tôi đợi đến cái sự việc xảy ra rồi và tôi bảo là cội nguồn cuộc sống từ tôi thôi. Sống bên trong tôi. Ừ, thì tức là một cái chủ động và một cái bị động đó cả nhà. Từ bên trong tôi để tôi có một cuộc sống mong muốn ạ. Thì có phải là mình thấy được không, cái thế giới bên ngoài là do ở bên trong mình xuất phát ra không cả nhà? Thế giới ở bên ngoài là do bên trong mình xuất phát ra, thì tại sao ngay từ đầu mình không chủ động đi kiến tạo, đi kiến tạo thế giới bên ngoài từ bên trong mình đi, mà phải đợi cho cái sự việc xảy ra rồi mình mới có nhận thức này, hiểu được không ạ? Để có cuộc sống mong muốn. Hiểu quá. Ừ, vậy thì mình sẽ dùng cái trí tuệ tâm bậc hai cho những cái điều gì mà mình muốn, mình đi kiến tạo, mình dùng trí tuệ tâm bậc hai, mình muốn có sức khỏe hay là mình cũng muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, hay là mình thậm chí nhá mình muốn kiến tạo người chồng mình muốn kiến tạo được mà. Vậy thì mình sẽ dùng trí tuệ tâm bậc hai để mà chủ động kiến tạo cái môi trường xung quanh của mình, kiến tạo những nhân tài bên cạnh mình đó, kiến tạo con của mình. Con của mình là ai? Là do trong tâm thức của mình giải quyết ra bên ngoài, nó xuất phát từ từ bên trong của mình đó. Những người mà xung quanh mình này là do mình kiến tạo nên mà, thì lúc đó mình dùng tầng bậc hai để mà mình kiến tạo nên. Kiến tạo môi trường của mình, cuộc sống của mình, con của mình, Được không cả nhà? con của mình, con của đã được rồi ạ. Vậy thì có phải là bây giờ nếu như mà mình biết dùng trí tuệ tâm bậc hai thì gia đình mình có hạnh phúc không cả nhà? Sức khỏe mình có tốt không? Tất cả mọi thứ bên ngoài là do bên trong tạo ra. Trời ơi, không ai nói năng gì hết. Dạ. Tôi ha nắm được cái phần trí tuệ tâm bậc hai này rồi ha. Dạ Nhận vâng thức ạ. nhận thức bậc hai á, thường là mình đối diện với một con người á, mình mới nói là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, thì đa phần là khi mà đối diện với bất như ý, đúng không cả nhà?
Tại vì đối diện với bất như ý rồi mình mới bảo là nó xuất phát từ chính mình, có nghĩa là mình chưa biết dùng trí tuệ mà mình mới dùng trạng thái nhận thức thôi đó. Khi người ta tổn thương mình bất kỳ một việc gì hay việc gì bất như ý xảy ra đó, chúng ta mới mới đưa cái nhận thức bậc hai này lên và nói là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng mà đừng có để cho cái vấn đề này xảy ra. Mà mình thay vì đó là mình dùng trí tuệ tầng bậc hai thì nó sẽ không có cái sự việc bất như ý này xảy ra nữa, mà mình chủ động để mà kiến tạo thì sẽ không có sự việc bất như ý sẽ diễn ra nữa. Chủ động kiến tạo trong hôn nhân à, chủ động kiến tạo chính bản thân mình muốn mình là ai mình kiến tạo đi. Chủ động kiến tạo không có sự vấn đề này Rồi, không, cả nhà hiểu tới đây rồi nha. Đến tầng bậc 3. ý xảy ra Nhận thức tầng bậc 3 là gì? bậc 3 là tánh không của nội tâm ạ. Ừ, tánh không của nội tâm. Như chữ tánh không của nội tâm đúng không Linh? Tánh không nội tâm đúng không? Nhận thức bậc 3 là tánh không nội tâm. Rồi, nhận thức tầng bậc 3 là tánh không nội tâm. Về tới tầng bậc 3 nhá. Nhận thức tánh không của nội tâm. Tầng bậc 3, nhận thức tánh không của nội tâm. Vậy thì trí tuệ tầng bậc 3, trí tuệ tầng bậc 3, tánh không của nội tâm là một trạng thái nhận thức, còn trí tuệ tầng bậc 3 thì nó khác. Trí tuệ tầng bậc 3, người có trí tuệ tầng bậc 3 nhớ không? Nhớ người có trí tuệ tầng bậc 3 là gì không? Hôm bữa mình học á, mình đọc định nghĩa là người có trạng thái nhận thức nội tâm, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính không, là người luôn cảm nhận con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, bản chất không có vấn đề. Đầu tiên là con người có tính không này, thứ hai là không có vấn đề này, là người luôn sống được với thực tại và là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình này, thứ tư là người luôn biết được là mình đang nghe, mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết, và là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Vậy thì sự chân thật nó không phải là do suy nghĩ mà ra, nên 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 sao cả nhà? Sự chân thật thì không phải là do suy nghĩ mà ra, nên đừng tìm cách nâng lên bậc ba, bởi vì càng tìm cách thì càng xa rời nó. Có đủ công đức thì đơn giản để nhận được. Bây giờ phân tích ra nha. Câu đầu tiên của người có trí tuệ tâm bậc ba này là người có trạng thái nhận thức nội tâm, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người không có tính không là sao? Dạ vâng cô ơi, sự chân thật không do suy nghĩ mà ra nên đừng tìm về chính mình Nên đừng tìm cách nâng lên bậc ba, bậc bởi vì càng tìm thì càng xa rời nó. vâng Nhưng mà nên khi đủ công đức thì đơn giản để nhận được. nâng lên bậc ba. Dạ vâng. Ừ. Rồi, bây giờ mình phân tích từng ý một của cái người có trí tuệ tâm bậc ba nha. Đầu tiên có phải là cái người đó luôn luôn nhận có một cái trạng thái nội tâm ở bên trong mình này, một cái trạng thái nhận thức nội tâm này, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người có tính không, được chưa, có tính không. Thế đi, có phải là bây giờ là tâm bậc trí tuệ là chủ động không? Vậy thì chủ động này, ông này bây giờ nhá, ông như anh Trung này, anh Trung không có tính không, à quên nhầm, anh Trung có tính không, anh Trung có tính không,
nên anh Trung không phải là ai, nên mình có thể hỗ trợ để cho ông trở thành bất kỳ ai, hiểu này không? Còn cái người mà không dùng được trí tuệ tầng bậc bá là vừa gặp là mình nhận thức nội tâm này, nó bắt đầu trôi lại là người này có vấn đề, người kia có vấn đề, họ là ai? À, từ đó trở đi mình không thể giúp đỡ được họ trở thành ai. Dạ biết ơn cô Thùy. Nắm được tới đấy không? Tầng bậc ba, trí tuệ tầng bậc ba là mình biết được mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh và con người là có tính không, cho nên mình có thể hỗ trợ được cái vật đó với con người đó trở thành bất kỳ ai. Ví dụ như anh Trung, mình biết được mình có là người có trí tuệ tầng bậc ba, mình biết ra anh ấy có tính không, cho nên mình có thể hỗ trợ cho anh trở thành bất kỳ ai. Còn một người chỉ có nhận thức nội tâm tầng bậc ba thôi ấy, thì sao? Thì mình gặp ảnh á, bắt đầu nó sẽ trôi dậy những cái nhận thức này, người này có vấn đề, anh Trung có vấn đề này, vấn đề kia, à sau rồi thế này thế kia, thế này thế kia, và lúc đó mình không thể giúp được ảnh là ai. Nhưng mà một người có trí tuệ tầng ba bậc ba thì sao? À, ảnh không là ai hết nên ảnh có thể trở thành bất kỳ ai. Nên bây giờ mình có thể là anh Trung vào lớp Re-Mentor 6 bồi dưỡng cho anh Trung trở thành một người siêu nhân tài. Bởi vì sao? Mình có trí tuệ tầng bậc 3. Nên là mình sẽ kiến tạo nên được người này cả nhà. Và sẽ kiến tạo nên anh Trung trở thành một một siêu nhân tài. Đó, có thể là trở thành một học trò xuất sắc nhất của thầy. Được không? Còn nếu không á, mà người ta vừa mới tới mà mình chỉ có nhận thức nội tâm thôi á, thì mà nhận thức nội tâm bậc 1 lại xuất hiện nữa cả nhà. Bậc 1 mà xuất hiện nữa thì sao? Người này tốt, người kia xấu. Và cuối cùng kết quả là mình không có bồi dưỡng được ảnh ấy. Tại vì khi họ không là ai thì mình mới mới có thể cho họ trở thành bất kỳ ai. Còn họ đã là ai rồi á thì mình không thể bồi dưỡng được nữa. Họ đã là ai rồi thì mình không thể bồi dưỡng được nữa. Vậy thì chỉ cần có nhận thức bậc ba thôi sẽ rút ngắn lại ít nhất 30 năm bồi dưỡng. Tức là nhiều hơn nữa, có thể là mấy chục năm bồi dưỡng ấy, thì cứ nói số là 30, nhưng mà có nhận thức bậc ba rồi thì sẽ rút ngắn lại thời gian bồi dưỡng, thời gian trưởng thành của mình. Sau khi mình có tầng bậc ba, trí tuệ tầng bậc ba rồi đúng không? Bắt đầu mình mới hạ xuống trí tuệ tầng bậc hai cả nhà. Tức là mình muốn kiến tạo người đó là ai thì bắt đầu là từ trong mình mà tạo ra. Mình lấy cái nhận thức bậc ba để họ không là ai, sau đó mình hạ xuống trí tuệ tầng bậc hai để họ trở thành bất kỳ ai mà do mình kiến tạo. Họ có thể trở thành bất kỳ ai do mình kiến tạo. Mình chủ động dùng trí tuệ tầng bậc ba, sau đó hạ xuống tầng bậc hai, sau đó mới hạ xuống tầng bậc một là lấy làm gì, thì nó sẽ gọi là luân chuyển trí tuệ phù hợp để bồi dưỡng nhân tài. Đầu tiên có phải là tầng bậc ba này họ không là ai hết, được chưa? Sau đến tầng bậc hai là mình kiến tạo họ từ bên trong mình sẽ có những hình ảnh tâm trí ở bên trong mình kiến tạo người này thành cái gì. À, anh Trung kiến tạo thành một siêu nhân tài về coaching. Bắt đầu vậy thì một siêu nhân tài coaching là làm gì? Quay về tầng bậc một. À, anh Trung cần phải làm cái này này, nên làm cái này, nên làm cái kia này. Bây giờ ví dụ nhá, đánh không nội tâm, Khánh Trâm không là ai hết, xuống tầng bậc hai. Bây giờ Khánh Trâm muốn trở thành ai? Một siêu mẫu luôn, trở thành một siêu mẫu. Rồi, ok. Vậy thì Khánh Trâm cần phải làm cái gì để trở thành một siêu mẫu? Nếu mà có những trí tuệ, tức là mình có những cái trí tuệ tâm bậc, luân chuyển được các tâm bậc trí tuệ như vậy á, thì mình sẽ rút ngắn được cái thời gian mà mình bồi dưỡng nhân tài á cả nhà. Nắm được đấy, tới đấy không ta? Khảo sát được rồi quá. Dạ. Thì anh Trung có con ở đó không? Nắm được không? Linh nắm được không? Hải. Các thầy cô, mentor 4. Dạ.
Vậy thì có một cái câu, có một cái câu nói này mà ngày xưa mình thấy ở ngoài đường á, cả nhà thấy là khách hàng mãi mãi không có vấn đề, nếu khách hàng có vấn đề thì có lại điều trên, cũng dùng trong hôn nhân gia đình á, vợ mãi mãi không có vấn đề, nếu mà vợ có vấn đề thì có lại điều một, nhớ không ta? Vậy thì con người ấy, rồi con là người, cái thứ hai này, cái trí tuệ tâm bậc ba, cái thứ hai là người luôn cảm nhận con người hay sự vật sự việc hoàn cảnh bản chất không có vấn đề, thì cái này á là chủ động dùng trí tuệ tâm bậc ba với con người. Cái thứ hai á, khi mà nói đến tâm bậc ba, trí tuệ tâm bậc ba là mọi thứ sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh con người bản chất không có vấn đề, thì á, vợ mãi mãi không có vấn đề, vợ mãi mãi không có vấn đề, vợ mãi mãi không có vấn đề, chồng cũng mãi mãi không có vấn đề, hiểu không cả nhà? Vậy thì bây giờ mình muốn vợ mình thế nào thì mình kiến tạo thôi, muốn chồng mình thế nào thì mình kiến tạo thôi, khách hàng mãi mãi không có vấn đề, nếu mà khách hàng sai thì quay lại điều một. Nhưng mà có nhiều người họ không hiểu cái đó, rất là trí tuệ, cho nên người ta khi mà mình chéo cái bảng lên á thì người ta kiểu cứ tưởng là câu nói đùa mà không phải đâu cả nhà. Đó là một câu nói rất trí tuệ dành cho những người có trí tuệ tầng bậc ba luôn á. Vậy thì á, nếu như mà ai mà xem á là khách hàng mãi mãi không có vấn đề thì sao? Bên trong mình á, mình phải thực sự thấy là khách hàng mãi mãi không có vấn đề thì mình không cần phải giải quyết những cái vấn đề của khách hàng nữa. Ngày xưa có phải là cả nhà làm kinh doanh á? Bia mãi mãi không có vấn đề thì do mình kiến tạo từ bên trong thôi. Do mình kiến tạo từ bên trong thôi. Dạ không ạ, à, câu này không phải là em tự nghĩ ra em chiêu cô đâu mà thực sự nó là thật đấy, bởi vì thực sự là như thế này, là bởi vì đúng như cô nói ấy, đó là đúng là có một cái câu nói như thế đó là đi mua hàng có một cái câu đó là khách hàng mãi mãi không không có vấn đề, nếu mà có vấn đề quay lại điều một, và mấy ông đi nhậu ấy, là hay chiêu nhau cái câu đó là gì, rượu bia mãi mãi không không có vấn đề, hoặc là đi nhậu mãi mãi không 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 có vấn đề, nếu có vấn đề quay lại điều một. Ừ. Dạ Thì bây giờ mình hiểu cái đó như thế nào? thì tức là cái bản chất ấy là rượu bia hoặc đi nhậu nó là không xấu, nhưng mà nó xấu ở cái hành vi của mình ấy, nó là cái hành vi của mình chứ nó không phải là bởi là nó là cái đó. Ừ, thì nó bản chất nó có xấu gì đâu, xấu là do con người thôi, do mình hành vi của mình đối đối với nó như thế nào thôi. Chứ tiền đó, mọi người bảo tiền có vấn đề gì đâu, nó có làm gì đâu, mà do mình mà. Đó, do mình hết. Thì đó là một cái người có trí tuệ. Và có một cái chốt đoạn này cô này, đó là con người là tính không, tức là con người có thể trở thành bất kỳ ai đâu cô, nó gần giống với một cái câu mà thầy hay nói hôm qua em vừa mới được được huân tập từ cô Daisy, câu gì nhỉ em lại đấy, đúng là mình đúng là kiểu đôi lúc mình chưa chưa được được cái câu này ta, có một câu nó gần giống với cái câu là tính không, à con người có tính không này, câu câu gì nhỉ, câu gì mà hôm qua vừa đọc ở trong cái quan điểm, cái gì mà phù hợp ta, nó gần giống với câu là con người nó có tính không, Rồi, cứ nhớ lại nhá. Bây giờ mình sang ý thứ ba này. Ý thứ ba của phần này này. Ý thứ ba là nhận thức thứ ba là người luôn sống được với thực tại, đúng chưa? Người luôn sống được với thực tại. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là người có trí tuệ tâm bậc ba, họ sẽ chủ động sống với thực tại. Khi mà họ xa rời với thực tại rồi, họ sẽ kéo lại về với thực tại. Xa rời với thực tại thì họ sẽ kéo kéo về với thực tại. Cứ như vậy, cứ xa rồi kéo về, xa rồi kéo về. Vậy thì á cả nhà,
Ví dụ như học ở đấy này, bắt đầu á có rất là nhiều người á, họ tưởng ấy, bắt đầu họ dùng cái tưởng, họ không có sống với thực tại là họ nghe, bắt đầu họ tưởng tượng và họ đặt câu hỏi á cả nhà, họ tưởng tượng thì á, bắt đầu nếu như mà ai ở đấy tất cả mọi người đều mở cam hết á, mình mà quan sát được á thì mình sẽ nhìn được thấy cái tưởng ở trong đôi mắt của họ, thì lúc đấy mình phải kéo họ về ngay khi mà họ đang học ở đấy. Kéo cái họ về với cái thực tại, kể cả khi mình đi coaching hay là mình đi nói chuyện với một ai đó, cả nhà để ý nhá. Chẳng hạn như mình đi uống cà phê với một ai đó, bắt đầu người ta ngồi, người ta tưởng, bắt đầu họ tưởng đi cái nơi đâu rồi ấy. Nhìn xa xăm bắt đầu là mình nhìn thấy được mà, nếu mà mình thực sự chứa đựng họ mình nhìn thấy được mà. Thì mình phải kéo người ta về với thực tại. Xa rồi thì mình kéo về, vậy thì một cái người mà có tầng bậc trí tuệ tầng bậc 3 mà ở cái phần thứ ba này này là hằng sống với thực tại, là một người chủ động sống với thực tại. Người có trí Cô tuệ ơi, tâm. cô ơi, nhưng mà khi mà nhìn vào mắt ý, ví dụ như là lơ đễnh không tập trung thì có thể là em biết em nhận ra, nhưng mà cái tưởng người ta chạy đi đâu đâu ấy, thì theo kinh nghiệm của cô làm sao mà cô nhìn được ra nhỉ? Tưởng của họ chạy đi đâu sao em biết được, nhưng mà em biết là người ta đang tưởng thôi. À Dạ. ừ, đấy có nghĩa là dựa vào đâu mà cô biết là người ta đang tưởng ý. Nếu mà mình sống ở cái tầng bậc 3 mình sẽ có sức phán đoán cô Mai Hương. Hôm qua giờ mình biết rồi mà. Với lại mình nhìn trong ánh mắt của họ mình có sự chứa đựng họ là mình biết liền mà gì đâu. Với lại là muốn mà có được cái sức phán đoán đó là mình phải phải sống ở tầng, tức là mình phải ở một trạng thái cân bằng á, an vui á, thì mình sẽ có sức phán đoán rất lớn. Thật là lúc đó nếu mà mọi người học, mọi người thấu suốt nhân sinh, mọi người thấu suốt về nội tâm á, thấu suốt về con người, nhìn cái là biết liền à. Cái mặt hồ phẳng lặng này của có cô Thanh Hoa đấy. Bây giờ nha, một cái mặt hồ phẳng lặng thì một cái ngoáy động trong tâm trí của người khác biết liền. Bây giờ chắc chẳng cần phải nhìn vào mặt ái đâu, gọi điện này, alo nói chuyện hay gì, hay là kể cả em mà đang 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 chia sẻ này này, mọi người mà có làm một mặt hồ phẳng lặng á, mọi người còn biết là em đang tưởng hay là em đang bị suy nghĩ đi đâu mà không có tập trung vào đấy, biết hết. Thì vậy thì để mà có sức phán đoán cao á, là mọi người phải như một cái mặt hồ phẳng lặng. Mà muốn như mặt hồ phẳng lặng thì sao, thì có phải là ở trạng thái an vui á, ở trạng thái cân bằng á, trạng thái nội tâm cân bằng á, tần số rung động năng lượng siêu cao á. Vậy này, ở đây chia sẻ luôn. Sức phản đoán và thực thi nhân quả. Ghi vô. Sức phản đoán. Thực thi nhân quả. Hỏi ngay đúng cái câu. Sức phản đoán. Em ghi từ khác đi. Mọi người có muốn có sức phán đoán tốt không? Nhà mình có ai muốn sức phán đoán tốt không? Thứ nhất nhé, nói về sức phán đoán nhé. Thì con người ai ai á, cũng kỳ vọng là mình có một cái sức phán đoán tốt, một cái sức phán đoán phi phàm đúng không cả nhà? Để khi mà có một cái tình huống nào đó xảy ra với mình á, thì ngay cái giây phút đó mình sẽ có một cái sức phán đoán và mình sẽ biết được mình nên làm điều gì phù hợp với cái điều kiện đó, hoàn cảnh đó. Chỉ cần cái tâm của mình á mà rời ra khỏi thực tại á cả nhà, mà nằm ở một cái tưởng nào đó, tức là mình rời xa thực tại, thì sức phán đoán của mình sẽ sao, sẽ đóng lại và trí tuệ nó sẽ không được mở ra. Tự nhiên biết điều gì á là trí tuệ tâm bậc tứ á, sẽ không biết mở không mở ra. Nên là con người lúc đó sẽ không biết là nói gì, không biết làm gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Vậy thì trí tuệ tầng bậc tư nó sẽ đóng lại nếu mà mình tưởng. Tại vì mình không sống với thực tại thì không thể nào đối diện được. Không thể nào đối diện được với thực tại và không bao giờ có một cái quyết định phù hợp với thực tại. Và sự thông thái của con người là xuất hiện khi nào? Khi sự vật ở thực tại, sự việc ở thực tại.
nó có một cái năng lực xử lý vấn đề của thực tại thì được gọi là thông thái. Cả nhà ghi lại nhá, để bữa sau bữa trước mình tìm hiểu là người có trí tuệ này, người khôn ngoan này, với những người thông thái này. Người thông thái là khi mà sự thông thái của con người xuất hiện khi mà gì, sự vật sự việc ở thực tại mà cái người này họ có năng lực xử lý vấn đề của thực tại thì cái người này được gọi là nhà thông thái. Và khi mình sống với thực tại, mình mới có sức phán đoán ở ở thực tại cả nhà. Còn không á, là mình tưởng, mình suy nghĩ, mình tư duy mới cho ra quyết định, chứ không phải là phù hợp với cái thời điểm, với cái hoàn cảnh đó. Nắm tới đâu không ta? Mọi người á, không mở cáo hay không nói, mọi người phải tương tác với em ở trên trên ô chat nha, em mới biết được. Không tương tác em không biết mọi người có hiểu không. Nếu mà cô nói lại về sức phán đoán thì ạ. Rồi. Bây giờ nha. Sức phán đoán nó có phải là mình hiểu sức phán đoán là khi mà mình đối diện với một cái việc gì đó ngay cái thời điểm ở thực tại, là mình biết là mình nên làm gì phù hợp với điều kiện đó không, với hoàn cảnh đó không, là nhờ cái sức phán đoán của mình, đúng chưa? Mình đối diện với sự việc gì đó ở ngay thời điểm hiện tại là mình biết mình nói gì. Thì đúng À. rồi, tức là khi mà một cái tình huống xảy ra với mình này, ngay cái giây phút đó mình có một cái sức phán đoán là mình biết được mình nên làm điều gì phù hợp với điều kiện đó, hoàn cảnh đó. Thì á, nếu như mà cái tâm của mình chỉ cần rời khỏi thực tại là nằm ở một cái tưởng nào đó cả nhá, một cái tưởng nào đó, thì có nghĩa là mình xa rời thực tại, có nghĩa là mình xa rời thực tại. Vậy thì sức phán đoán của mình sẽ bị đóng lại và trí tuệ tầng bậc tứ sẽ không mở ra, là mình không biết nên làm gì, không biết nên nói gì, không biết nên xử lý sao, ứng biến làm sao với cái hoàn cảnh thực tại. Vậy thì trí tuệ tầng bậc tứ nó sẽ đóng lại nếu như mà mình tưởng. Không ạ, à, mình đối diện với sự vật sự việc hiện tại ngay tại thời điểm đó mình biết mình nói gì, xong rồi sau đó là như thế nào ạ? Mình biết là mình xử lý như thế nào, mình biết là mình nói gì, mình làm gì, mình xử lý gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại, biết nói gì, làm gì phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh đó. Xử lý thế nào phù hợp với điều kiện thực tại? Ừ. Đó là người có sức phán đoán đó cả nhà. Phù hợp với điều kiện thực tại. Xong rồi sau thế nào mà lại có cái tầng bậc tư đóng ở đây à không? Này, lắng nghe đi, bữa sau nghe YouTube đưa ghi lại, lắng nghe để hiểu đã nha. Mà ý là em chưa hiểu cái đoạn đấy thật thì là Bây giờ nói lại nè, bây giờ nói lại nè, bây giờ lắng nghe này. Bây giờ nha, có phải là mình luôn luôn mong muốn có một cái sức phán đoán để mà mình biết là mình sẽ ra một cái quyết định gì phù hợp với thực tại không? Nhưng mà mình lại có một cái tưởng, mình tưởng là ở trong cái đầu của mình á, thì có nghĩa là nó bắt đầu nó không có phải sống ở thực tại nữa, nó xa rời thực tại rồi. Mà khi xa rời khỏi cái thực tại rồi á, cái sức phán đoán của mình á nó sẽ bị mất. Bị mất thì mình không biết là mình nên làm gì, mình không biết là mình tự biết là làm gì hết. Vì vậy trí tuệ tầng bậc tứ nó sẽ bị đóng lại. Vậy thì em hỏi anh này, trí tuệ tầng bậc tứ là gì? Trí tuệ tầng bậc tứ, nhận thức tầng bậc tứ là gì? xa rời thực tại, à, cái đầu mình nó sẽ bị đóng lại. Trí tuệ tầng bậc tứ sẽ đóng lại. Mà trí tuệ tầng bậc tứ là gì? Cả nhà cô Mai Hướng, trí tuệ tầng bậc tứ là gì? Cái đầu sẽ đóng lại. Trí tuệ tầng bậc tư là tự nhiên biết ạ. Ừ, tự nhiên biết. Thì có À. phải là mình xa rời với thực tại, mình không có sức phán đoán, là mình không có biết cái gì hết, mình không tự nhiên biết là mình nên làm gì với cái thời điểm đấy. Chẳng hạn như cô Mai Hương nhớ cái hoàn cảnh của cô mà khi con cô mất tiền không, ngay cái thời điểm đó mà mình có sức phán đoán tốt á, là mình biết là mình nên làm gì. Còn nếu như mà mình không có sức phán đoán tốt, là mình không biết mình nên làm gì, là tự nhiên biết đấy, Vâng. thì không Vâng. biết thì có nghĩa là mình xa rời với thực tại, là cái tầng bậc tư này nó sẽ đóng lại. Được chưa cả nhà? Vâng. Em hiểu rồi. Được không anh Trung?
Tức là mình tưởng trong đầu mình là mình sẽ làm cái điều này và cuối cùng là mình bị xa rời cái thực tại. Và sau đó cái đầu nó sẽ đóng lại và không tự nhiên biết sẽ nên làm cái điều gì. Cái tưởng không phải Anh là Trung tưởng ơi, năng cái này. anh Trung ơi, cái tưởng ấy, có cái tưởng ở đây ấy, tức là vốn dĩ cái trí của mình nó hay chạy lung tung lắm. Thì khi mà cái trí của mình, khi mà mình không hiện diện với cái thực tại thì cái trí của mình nó chạy lung tung, thì lúc đấy là gọi là cái tưởng đấy. Ví dụ anh Trung đang đang nghe cô Khánh Trâm nhá, nhưng mà cái trí của mình nó vốn nó nhạy lắm, nó nhanh lắm, có khi chỉ loáng một cái là đã ở Mỹ rồi chẳng hạn, loáng một cái là đã ở Nam Định chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì nó lúc đấy là cái tưởng nó đang vận hành. Vâng. Vâng, cảm ơn Điệp. Dạ. Dạ. Vậy thì á, khi mà con người mình á có cái điều này cả nhà, có được sức phán đoán, thì con người mà mình có được sức phán đoán thì đấy là một cái rất là quan trọng ở trong một cái năng lực. Thì có cái này, thì có cái năng lực này á, thì mọi biến cố, mọi sự thay đổi của thế giới này, mọi biến cố, mọi sự thay đổi của thế giới này thì mọi người có cần lo lắng nữa. Con người có sức phán đoán là một năng lực quan trọng. Cái đấy này, sức phán đoán là một cái năng lực rất là quan trọng, bởi vì khi mà mọi biến cố xảy ra này, mọi sự thay đổi của thế giới này diễn ra thì mình không cần phải lo lắng nữa, bởi vì mình đã có sức phán đoán. Vậy thì cuộc Bởi sống này vì á, lúc đấy là mình tự nhiên biết là mình cần phải làm gì cho phù hợp rồi. Đúng không cô? đúng Vâng. rồi, chính Cho xác. nên là nhất nhất là anh Trung mà làm nghề coach ấy thì là anh Trung phải 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 hiểu sâu và ứng dụng sâu cái hiện diện với thực tại này, với lại sức phán đoán là phải phát huy tối đa thì mới cốt được cho thân chủ, còn nếu không là mình toàn dùng cái tưởng của mình để mình hướng dẫn cho người khác ấy. Vậy thì cuộc sống này của mình ấy đó, như cô Mai Hương, cô Mai Anh Hương học thấu suốt này, vậy thì á cuộc sống của mình á nó rất là vô thường đúng không, vô thường, và nó luôn luôn có biến đổi trong cuộc sống của mình, nó mênh mông luôn, nó luôn luôn vận động và nó luôn luôn thay đổi. Vậy thì á, con người mình á cần phải có một cái sức phán phán đoán, là mình cần phải có sức phán đoán phi phàm để mà làm sao để mà mình có thể thay đổi và mình thích ứng được với cái môi trường thay đổi đó, với cái sự vô thường đó. Vậy thì á, Đúng nếu mà rồi, học học đến phần này là em thấy là vô cùng là quan trọng và giá trị luôn. Bởi vì nếu như mình mà nếu không là mình cứ loay hoay với lại giải quyết các vấn nạn ấy. Đúng không cô? Còn nếu như mình đã có sức phán đoán và mình có cái năng lực là tự nhiên biết rồi thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị áp lực, nó không bị lo lắng. thế đó, mình đang học các trí tuệ đó đấy, và đấy là trí tuệ tầng bậc 3 này ấy. Khi mà sống được với trí tuệ tầng bậc 3 thì trí tuệ tầng bậc 4 sẽ mở ra. Vậy thì khi mà mình dự đoán được cái sự thay đổi á cả nhà, mình dự đoán được sự thay đổi mà diễn ra, sự thay đổi và diễn ra mà mình thích ứng được nhanh liền á, thì đó được gọi là sự thông thái trong quá trình đối diện với vấn đề. Tức là sự thay đổi mà diễn ra mà mình thích ứng một cách nhanh chóng thì được gọi là thông thái trong quá trình đối diện với vấn đề. Còn nếu như mà mình đoán được ấy, mình đoán được tức là về sự thay đổi trí, còn thực tại mà nó diễn ra có sự thay đổi mà mình phù hợp liền, có hoàn cảnh diễn ra là mình ứng biến được liền với hoàn cảnh nó ngay tức khắc, thì cuộc sống này, cuộc sống vô thường mà nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi không ngừng, thì con người mình phải có sự sự thông thái để biết khi nào cần làm gì, cần nói gì, cần hành động ra sao để cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Thì chỉ cần có sức phán đoán thì mới làm được điều đó. Vậy thì cả nhà nhớ hôm bữa em chia sẻ với cả nhà phải định vị mình trở thành một người khôn ngoan, thông thái, khôn ngoan, trí tuệ, thông thái, với gì nữa ta, khôn ngoan, trí tuệ, thông thái, khôn ngoan, trí tuệ, người khôn ngoan hơn, trí tuệ hơn, thông thái hơn, uyên bác hơn. Thì hôm bữa trong chúng của mình á, mình đã tìm hiểu được
mình đã tìm hiểu được chữ khôn ngoan hơn rồi đúng không? Này, mình tìm hiểu được cái chữ khôn ngoan hơn rồi này, mình tìm hiểu được cái từ trí tuệ hơn rồi này. Vậy thì hôm nay mình đã hiểu được một từ là từ thông thái, được chưa? Hôm sau em sẽ chia sẻ với cả nhà là từ nguyên bác. Vậy thì một cái người mà thông thái là một con người như thế nào? Có phải là có sức phán đoán không để mà ứng biến với hoàn cảnh ngay lúc đó? Vậy thì cả nhà, nếu như mà sức phán đoán sinh ra khi mà con người sống được với thực tại thì lúc đó sức phán đoán mới có được, nhưng mà chỉ cần mình tưởng thì sẽ phóng ra cái tưởng ở chỗ khác á, thì sao, thì nó đóng lại liền luôn cái sức phán đoán của mình, và nó đóng lại liền và nó giảm liền ngay tức khắc, và những cái gì mà mình nói sau đó nó là cái tưởng của mình hết. Những cái gì mà mình nói sau đó nó chính là cái tưởng của mình hết, cái tưởng của mình nói ra chứ không phải là phù hợp với hoàn cảnh đó nữa. Mà ngay cái giây phút mình sống với thực tại đó là sức phán đoán của mình vừa phát hiện ra thì trí tuệ tầng bậc 4 nó mở và mình sẽ tự nhiên biết làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh đó. Nếu như không có bậc 3 thì sẽ không có trí tuệ tầng bậc 3 thì trí tuệ tầng bậc 4 sẽ không bao giờ mà mình dùng nó, mình áp dụng nó được cả nhà. Nắm được tới đây chưa? Em nắm được rồi Dạ. Mình có tầng bậc 3, xong mình lên tầng bậc 4, xong mình hạ xuống tầng bậc 2 và mình quay lại tầng bậc 1. Mình linh hoạt như vậy trong cuộc sống của mình khi mà mình có được các cái tầng bậc nhận thức trí tuệ. Ủa lính nó đi đâu rồi ta? Các tầng bậc trí tuệ. mình có tầng bậc 4 rồi mình hạ tầng bậc 3 rồi mình tụt tầng bậc 2 và quay về tầng bậc 1 ạ. Mình có tầng bậc 3. Đầu tiên phải tầng bậc 3. Đây. Mình có tầng bậc 3, lên tầng bậc 4, xuống tầng bậc 2, rồi qua tầng bậc 1. Đây cả nhà. 3 này, đến 4 này, đến 2 này và đến 1. Mình có tầng bậc 3 lên tầng bậc 4 xuống tầng bậc 2 về tầng bậc 1 luân chuyển. Rồi, bây giờ mình đến một cái thứ 32. Đó chính là thực thi nhân quả cả nhà. Là mình đang nói về trí tuệ tầng bậc 3 nha. Cái trí tuệ tầng bậc 3 mà có được đó là mình có sức phán đoán này. Và cái tiếp theo á đó là thực thi nhân quả. Hôm bữa thì em có chia sẻ cái này một lần thôi á. Không biết là ai học có nhớ không, chứ em chia sẻ cái này thôi. Nghi khó chịu quá nhỉ, từ cái thực thi nhân quả cái chuyện quả đi xuống nữa. Thực thi nhân quả, tại nhà ai còn nhớ không, tầng bậc 3 thực thi nhân quả, ai còn nhớ không cả nhà? Biết nãy nghi khó chịu sức phán đoán này, mình hơi sắc tưởng như vậy. Thực thi nhân quả. Tầng bậc 3 quan gì đến thực thi nhân quả? Thực thi nhân quả, khi con người sống được với thực tại thì nó sẽ hạn chế được quá trình thực thi nhân quả. Khi con người sống với thực tại thì sẽ hạn chế được quá trình thực thi nhân quả. Em nghe điện Ồ, thoại. thế thì cái phần này hay ấy cô ạ. Có nghĩa là Alo.
Dạ nói đi chị Mai Hương. Khi con người sống với thực tại thì có nghĩa là cái thực thi nhân quả nó tạm dừng lại à cô, thì cho nên là những cái người mà người ta hay gặp biến cố gì xong người ta chuyển sang tu tập, ví dụ như là ngồi thiền hay là tụng kinh niệm Phật hay là gì đấy, là lúc đấy là nó trở về trạng thái cân bằng là một, cái thứ hai là người ta đang sống trong hiện tại thì là các cái hạt giống xấu nó đang xếp hàng đấy, là nó tạm dừng lại, nó không nở ở cái giai đoạn đấy nữa, đúng không cô? Cô Mai Hương nói lại đi, vừa nãy có bị miss một đoạn. Có nghĩa là cô vừa nói là khi con người sống với thực tại thì tạm dừng những cái việc mà thực thi nhân quả ấy. Thì em phải không cô? Thì em mới nhớ, em mới nghĩ sang là ở thực tế là ví dụ những người mà người ta đang có nhiều biến cố xong người ta chuyển sang ngồi thiền hay là tụng kinh niệm Phật gì đấy thì cuộc sống người ta những cái theo cái đà biến cố nó tạm dừng, nó tốt theo chiều hướng tốt lên, nên là nó đang tuân theo cái mà cô vừa nói đúng không, là khi sống với hiện tại thì nó dừng thực thi nhân quả, phải không? Nghe lại nha, nghe lại nó sẽ hiểu giải giải đáp được nghi vấn của Mai Hương này. Khi con người sống với thực tại thì hạn chế Chị được quá trình thực thi nhân quả, hạn chế được quá trình thực thi nhân quả. vâng. Tức là những cái này được gọi là nhân quả đơn thuần. Nhân quả đơn thuần thực thi thì khi mà con người mơ ảo nhất ở trong đầu á, có nghĩa là khi mà con người mà có chất kích thích á cả nhà, chất kích thích vào trong cái đầu của mình á và bắt đầu mình mê muội đi á, thì nhân quả sẽ thực thi một cách đơn giản nhất và sẽ dẫn dắt thực thi nhân quả cả nhà. Khi mà đầu mình mà mê muội nhất là lúc mà mình đưa chất kích thích vào này, mình uống rượu này, mình uống bia này, thì á những cái lúc như vậy á là những cái lúc mà nhân quả thực thi đi nhanh nhất. Vậy thì khi con người mà sống với thực tại thì nhân quả thường á nó không được thực thi, hay còn gọi là nhân quả không hồi tố á. Bởi vì sao? Khi mà con người giữ được tỉnh táo nhất, thứ nhất là con người giữ được cái sự tỉnh táo của mình, thứ hai nữa con người sống với thực tại thì lúc đó mình kiểm soát được cuộc đời của mình. Nhưng mà bình thường con người hàng ngày á, họ không họ tưởng họ dùng cái tưởng của mình này và họ không có tỉnh tỉnh táo, thì Cái á có này là em hiểu chỗ này rồi con này, bởi vì cái này là em có học thì em hiểu được cái này luôn này. Có nghĩa là như thế này này, Lý Minh Hằng, tức là à, Lý Minh Hương, tức là như này nhá, tức là cái câu này ý là như thế này, ý câu này ấy là phương pháp tẩy hạn của bên nhân quả đó, tức là như này, tức là ví dụ như kiểu là bây giờ khi mình uống rượu đi thì mình sống với thực tại là mình biết là mình uống rượu rồi, mình sẽ không tưới nước bón phân, tức là mình sẽ không đưa những cái tưởng của mình vào, ví dụ như kiểu là những cái sự gọi là oán trách hay là những cái sự hối lỗi hay là những cái sự gì đó vào, và mình làm cho cái quả của mình nó to lên, nó sẽ thực thi, mà mình chỉ cần biết nó là như vậy thôi, và lúc đó là mình sẽ bẻ luôn cái quả đấy đi, mình không tiếp tục mình tưới nước bón phân, mình không tiếp tục là mình làm cho cái quả đó nó phát triển nữa, và quả ấy nó sẽ dần dần nó bị thiếu chất dinh dưỡng và nó chết đi, thì đó gọi là mình sống với thực tại nhé, tức là mình sẽ chỉ biết nó là như vậy thôi, nhân quả nó sẽ không hồi tố đó, ý là cái này nó là như vậy cả nhà. rồi. Dạ. Ừ, bây giờ nha. Thầy á có nói này, thầy có nói là cái này mình cần phải hôm nói khánh cho mình những cái hôm mà thầy chuyển giao kiến thức này á là mọi người ngồi tranh luận rất là nhiều. Nhưng mà thầy có bảo là mình á phải có cái tri thức vũ trụ quán là mình mới hiểu hết được cái này. Nếu mà mình có một cái khái niệm đó là ngũ thú tạp cư. Thầy hợp giơ tay hả? Mời thầy hợp. Chắc em chia sẻ một chút phần này ha. Thực ra là mọi người cần phải có hai định nghĩa thế này.
Một định nghĩa là hành động nha. Thứ một định nghĩa là phản ứng. Hành động và phản ứng là hai thứ khác nhau nha cả nhà. Khi mà mình thọ tưởng hành thức đấy, thì mình khi mà mình đang đang thực hiện một cái việc gì đó cả nhà. Bữa trước mình học về an vui rồi phải không? An vui khi mà mình biết là mình đang làm chuyện đó, cái việc mình đang làm thì mình làm thôi, đúng cả nhà. Nhưng mà phản ứng nó là sao này, tức là mọi người đó mà có một cái điều gì đó đến với mình mà ngay lập tức ấy, và mình cảm giác được cái điều đó nó là một cái điều mà mình làm, cái điều mà mình làm cho cảm xúc của mình nó thế nào đấy, thì bắt đầu là mình sẽ phản ứng. Và khi mà mình phản ứng ấy là bắt đầu cái quả mới nó bắt đầu ra, tức là nhân mới mình gieo mà, thì quả mới bắt đầu ra. Thì bình thường á mình đang làm cái việc gì, ví dụ như là cô Trâm đi đang việc giảng thì cứ giảng thôi, ai đó làm ở ngoài kia làm cái gì đi chăng nữa thì cô Trâm cũng đang giảng thôi. Nhưng mà nếu mà ai đó tác động một cô Trâm một cái điều gì đó mà làm cho cô Trâm cảm giác bực bội, cảm giác hoặc là cảm giác vui sướng, cái tự dưng là cô Trâm bị quên mất cái phần đang giảng, thì có phải là nhân quả thực thi ngay lập tức không? Thế gọi là phản ứng, gọi là phản ứng với những cái điều xung quanh đó. Lúc đấy thì cái trạng thái an vui của mình mất và cái tâm của mình đó bắt đầu rời đi, người hiểu không thì á, ở cái phản ứng này rất là hay. Đối với một người uống rượu ấy thì họ đang dùng á, là dùng ở lớp tánh, người hiểu không? Càng uống rượu thì càng mất lớp tâm, tức là càng xa rời lớp tâm và đi vào lớp tánh, có khi đi vào lớp tình. Cho nên á, là một cái việc mà đưa vào họ đó thì họ phản ứng rất là nhanh, đúng không? Tại vì á, ở ở càng càng gần á, tức là khi mà ở lớp lớp tánh á, thì lớp tánh á, ở gần lớp lớp tình có một cái lớp điện tử quang, cho nên nó phản ứng rất là nhanh luôn. Mà càng phản ứng nhanh á thì nhân quả càng cực kỳ nhanh. Mọi người hiểu cái phần này không ạ? Có Đó, em hiểu rồi. cho nên là khi á, mà mình uống rượu bia đó là mình sẽ bị xa rời lớp tâm ngay lập tức. Và uống vô đó mà xa, mà mình biết mà mình xa rời lớp tâm rồi mà mình không ngưng lại đó, thì á, nó sẽ gần với lớp điện tử quang, và khi mà người khác đụng vào mình cái thứ gì đó là ngay lập tức mình phản ứng luôn. Và mình càng phản ứng thì nhân quả càng thực thi nhanh, tại vì là phản ứng mà, nhân quả thực thi nhanh lắm, tại vì lúc đấy là bạn gieo gieo hạt rồi, mà gieo một cái phản ứng một cái thì ngay lập tức luôn là cái quả nhận lại ngay lập tức luôn. Vì hiểu hiểu cái phần này chưa? Cái này đúng là kiến thức ở vũ trụ quan. Nếu được thì mình nói sâu hơn cái việc mà thọ tưởng hình thức ấy, thì cái gọi là cái phản ứng của tâm, cái quy trình phản ứng của tâm nó như thế nào thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng mà mình chia sẻ cái phần tại sao mà uống rượu đó thực thi nhân quả nó lại nhanh như vậy đó, đúng không? Tại vì nó xa rời lớp tâm đó, nó không được an vui á, là ngay lập tức là khi mà đã xa rời lớp tâm rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang ở lớp thọ tưởng hành thức thôi, hoặc là ở lớp ở nghĩa thôi, thì nó còn đỡ, tức là tài sắc thì mình đỡ. Nếu mà nó xa rời lớp và ra cái lớp mà tham sân si mạng nghi ác kiến thì cái là xong, là nó rất rất gần điện tử quang rồi, đụng một cái là bắt đầu là lớp điện tử quang nó rất là gần lớp tình, ngay lập tức phản ứng thành vật chất luôn. Mọi người hiểu cái phần đấy không ạ? Tại vì lớp điện tử là gọi là điện từ, à không phải lớp điện tử quang, là điện từ âm dương mà, cho nên là cực kỳ phản ứng cực kỳ nhanh, đúng không cả nhà? Để nói về một chút về thực thi nhân quả đó. Tại vì khi mà mình vừa mới gieo nhân xong á, ở cái lúc mà phản ứng ấy, vừa mới gieo nhân xong, vừa mới phản ứng xong, cái tự nhiên là người khác lại đem lại cho mình cái phản ứng, tự giống như này này. Ví dụ em chưa uống rượu say đi, nhưng mà bạn Linh đi, hoặc là anh Trung đi, uống rượu say rồi, em vừa nói anh Trung một cái gì đấy, anh Trung á dính vào cái lớp ngoài lớp 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 tánh một cái, sau anh Trung nổi sân lên, anh Trung chửi lại em, chưa? Thế là bắt đầu anh Trung phản ứng chưa?
Anh Trung phản ứng sau một cái nha, nếu mà em á mà gọi là đạt được trạng thái an vui á, tức là em đã bao dung cho anh Trung rồi thì không sao nha, và em á mà chưa bao dung được cho anh Trung một cái á, là em phản ứng lại với anh Trung sẽ là hai người đập nhau, tại vì chửi qua chửi lại hồi đập nhau. Anh thấy nhân quả tử thi nhanh không? Tại vì mình phản ứng lại với cái chuyện đó là cả nhà đó. Mọi người bắt đầu thấy mơ hồ rồi. Thế Cái điều này thực ra này em không có mơ hồ đâu thầy ạ. Em thì em hiểu cái điều này, nhưng mà để cho mọi người sẽ tự vỡ ra thôi, chứ còn cái điều này thì em cũng đã hiểu được cách đây khoảng gần 2 năm, thành ra là cái điều em không 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 có mơ hồ lắm, nhưng mà để mọi người sẽ tự mọi người có thể hiểu được cái điều này thì là đang giải thích trên cái góc độ gọi là khoa học. Như em hiểu thì em hiểu rất là đơn giản thôi, nhưng mà em vừa mới giải thích nó vẫn là cái ý này, nhưng mà thực sự là đúng đúng như thầy nói, là khi mình dính vào cái lớp tánh lớp lớp tình lúc đó, là mình đang coi như vậy là mình đang đưa năng lượng cho nó, mình đang coi như vậy là tưới nước bón phân cho cái hạt giống này là thôi coi như xong luôn. Nhưng nếu như mình bẻ nó luôn từ đầu, mình không có đưa lớp tánh lớp tình vào, mình cứ ở một cái trạng thái gọi là chân thật và an vui nhất, mình không có tưới thêm cái gì, mình không có tẩm thêm cái gì vào đấy nữa, thì cây nó sẽ dần dần nó cũng sẽ không được tưới cái gì, là nó cũng sẽ tự nó diệt đi. Nói chung thì cái phần đó nó kiểu như vậy, tức là khi mà quả nó tới đó, ví dụ như quả tất như ý tới, thì mình làm sao đó để hạn chế cái việc phản ứng với cái quả đó nhất. Tại vì khi mình phản ứng á, mà mình phản ứng mà không khéo đó cả nhà, tức là cái trí tuệ của mình chưa đủ để mình hiểu rằng là cái phản ứng nó sẽ ra được cái quả gì đó, thì ngay lập tức luôn làm sao là cái quả mới đã được hình thành. Tại vì mình phản ứng mà react mà một phát là quả mới nó hình thành ngay lập tức đó. Thì mọi người cứ hiểu cái cơ chế của nhân quả thực thi á thì nó sẽ rất là hay như vậy. Tại vì thường là nó sẽ là phản ứng của tâm đó cả nhà. Ví dụ nhá, một người đem đến cho mình một cái điều gì đó thì cái điều đó chắc chắn nó mang năng lượng và thân mình sẽ phản ứng, Đúng. tại vì mình cảm thọ được mà, mình cảm giác là nó sẽ như thế này như kia, do là cái phần mà tưởng đó cả nhà, tưởng là nhận biết đó, là cái nhận biết mà trước đó mình đã huân tập vào, hoặc là những thứ mình huân tập đó ở phần tưởng đó. Đó khi mà mình tưởng đó, thì bắt đầu mình thọ vào cảm giác, đem đến cho mình cảm giác vui, cảm giác buồn, hoặc là đem đến cho mình một cái cảm giác gì đó mà nó đã có từ từ trước đấy. Mà khi mà mình có cảm giác đó rồi, mình phản ứng lại với cảm giác đó, gọi là mình react đó. Tức là mình hành động đó, mình phản ứng với lại cái cảm giác đó, thì ngay lập tức nhân quả nó sẽ thực thi liền. Và vâng, thì bây giờ sẽ có một cái ở đây là mọi người sẽ hiểu. Thực sự ạ, em chưa hiểu một cái điều gì cả. Trí tuệ em đang đóng mà không hiểu sao cô Khánh Trâm cứ coi như vậy là muốn cho nó đủ giờ dạy của mình ấy. Thành ra là em cứ hỏi câu gì là cô toàn là tắt mic của em không. Vậy thì không hiểu là em học lớp này để làm cái gì. Bây giờ cô Khánh Trâm cảm thấy như thế nào ạ? Cô Khánh Trâm cảm thấy như thế nào khi em nói Bình thường nghe với mình đang nghe thôi, có gì đâu. đó? Đó có phải là cái việc là cô sẽ không tưới nước và cô sẽ không làm cho cái hạt giống nó to lên đúng không ạ? Nhưng nếu mà cô chỉ cần phản ứng là thôi cô đuổi em ra khỏi Zoom, hoặc là cảm thấy mình bị tổn thương, bắt đầu là mình sẽ không mời người này vào Zoom nữa, và lần sau mà mình có Zoom là mình sẽ loại bỏ người này ra ngoài, thế thì có phải rằng là nhân quả hồi tố, tức là mình đã tưới được bón phân rồi đó, và cuối cùng quả nó lại lặp lại nữa. Nhưng nếu mình mà không bị dính vào cái lớp lớp tánh lớp tình ấy, mà mình biết là như vậy thôi, và bắt đầu mình chỉ nghe như vậy, mình không có tưới nước, mình không có làm gì cả, mình vẫn chứa đựng họ, thì có phải là nhân quả nó sẽ không hồi tố và mình sẽ tốt nghiệp sau bài học ấy. Đó đơn giản nó là như vậy thôi, chứ cái này nó là gọi là gì, gọi là thực thi nhân quả nó ở cái chỗ này đấy. Dạ. Vậy thì á,
Nhân quả không vô tố có nghĩa là nó quá rồi thì thôi. Thì mình sẽ sống tỉnh đúng không? Tỉnh thức, mình sống tỉnh thức. Thì một ngày nào những cái nhân quả tệ á, nó sẽ quá, quá rồi thôi, quá rồi thôi. Chứ còn không á, thì tất cả mọi thứ đều là cái tưởng của mình hết mà. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều là cái tưởng mình dẫn dắt hết mà. Nếu mà không thực sự á, là ở tầng bậc bá, là tất cả mọi thứ là do cái tưởng mình dẫn dắt hết. Nhưng mà bởi vì á, mình sống với thực tại á, xong rồi mình mới chủ động điều hướng cái tưởng của mình. Bữa sau cả nhà học về cái phần tín tưởng cả nhà sẽ biết. Cái tưởng á, bây giờ mình không phải là mình sống ở tầng bậc bá, là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều là dùng cái tưởng hết. Nhưng mà mình tưởng về cái việc gì thôi, tức là mình tưởng về cái điều xấu hay là mình tưởng về điều tốt đẹp thôi, chứ còn lại là tưởng hết đó cả nhà. Cái tưởng sẽ dẫn dắt mình đi hết. Ví dụ đơn giản, mình đang ngồi trên một chiếc xe ô tô, mà chiếc xe đó là xe tự lái và mình ngồi ở phía sau cho nó chạy, nó bắt đầu nó dẫn mình đi, thì cái tánh người của mình á, là cái tham tưởng của mình á, nó sẽ dẫn mình đi. Thì mình ngồi sau, nếu như mà mặt bằng thông thoáng quá thì mình có thể ngồi ở phía sau mình ăn uống các kiểu vui chơi giải trí. Nhưng mà nếu như cái xe mà đi lại mà ở một cái đoạn đường mà gập ghềnh nhiều ổ ga quá, nếu mà để cho xe tự lái thì sao, rất là nguy hiểm và rất là khó chịu. Cho nên mình mới quay lại, mình cầm lái cái xe ô tô, mình nhấn vào cái nút mình thì sao, mình tự lái. Và sau đó vượt qua cái đoạn đường đó nữa thì sao? Thì mình quay lại để cho nó tự lái tiếp. Thì con người mình sống với thực tại á, con người sống với thực tại có nghĩa là mình cầm lái để mà mình vượt qua, cho nên là mình chủ động được. Thì cái người á, mà dùng trí tuệ tầng bậc bá, là cái người á, sẽ chủ động lái chiếc xe đi theo hướng của mình. Còn nếu như mà mình không chủ động được thì sẽ coi là cho người ta lái chiếc xe của mình á, là cái tham tưởng của mình nó sẽ dẫn dắt ở trong cái tổng nghiệp của mình á, nó dẫn dắt mình đi. Tổng nghiệp của mình sẽ dẫn dắt mình đi và mình không cưỡng lại được đâu, trừ khi mà mình dùng trí tuệ tầng bậc ba để lái chiếc xe đó. Còn không á thì cả cuộc đời của mình á là do tổng nghiệp quyết định. Còn nếu như giành lại cái quyền tự lái thì mình chỉ có đi qua được cái đoạn đường khó khăn thôi. Tới đoạn đường im ắng á, thì mình xếp lại lịch trình, mình khởi một cái tham tưởng mới để cho nó đi theo một cái lịch trình mới. Đó, xong rồi mình ngồi lại đàng hoàng. Chứ thường ấy, con người mình á, không có giành lại được. Tối ngày cứ ăn vui không thì có được không cả nhà? Nếu mà ăn vui không thì có muốn làm gì nữa không? Không có muốn làm gì nữa, nhớ an vui cô tịch và nhàn hảo. Nếu như nhàn hảo là mình không có muốn làm gì nữa và sau đó mình cô tịch, mình cách ly toàn bộ, mình không muốn gặp ai nữa, mình không muốn đối diện với con người nữa. Đấy. Vậy thôi. Thế thôi cả nhà, trí tuệ tầng bậc ba cho mình sức phán đoán và cho mình hạn chế quá trình thực thi nhân quả. Cô Mai Hương, anh Trung, cô Tuyết, cô Thuy, cô Thanh Hoa, cả nhà nắm được cái phần này không? Cái phần này là mình học về cái gì đấy? Vừa nãy giờ mình học về cái gì? Mình ôn bài về cái gì? Chiều nay thì em nhận được đó là chính là về cái thực thi nhân quả của cái trí tuệ tầng bậc ba này nhiều hơn. Dạ. Ừ. Mình đang Dạ học thấu về suốt rồi đó cô ơi, biết ơn cô, biết ơn cả nhà mình. dạ đó, đó là cái từ sáng giờ mình học là về tâm thức đúng không? Mình hiểu về tâm thức được chưa? Mình hiểu về nhận thức nội tâm, mình hiểu được tầng bậc trí tuệ, mình hiểu được một người có trí tuệ thì như thế nào, một người có trí tuệ thì như thế nào, thì nó đơn giản là vậy á. Hiểu được nhận thức nội tâm, hiểu được quy luật tâm thức, hiểu được quản trị tâm thức. Quản trị tâm thức là mình chủ động dùng cái trí tuệ á. Ok.
Hôm nay buổi học ngày hôm nay có ngon không cả nhà? Quá ngon cô, biết ơn cô. Dạ. Rồi, vậy thôi, mọi người có bài học tâm đắc ngộ ra thì chia sẻ cho em nha. Mình kích hoạt não một xíu. Thế hôm nay mình chỉ có đi ba cái phần này chứ mình không đi cái tầng bậc 4 năm của cô, bởi vì những cái đó là nó không có liên quan đúng không? Nó không có ấy lắm. Tầng bậc 5 thì không đi rồi, tầng bậc 4 thì đó, khi mà tầng bậc 3 mà có rồi á thì tự dưng tầng bậc 4 là mình sẽ có trí tuệ tầng bậc 4 mở được, là tự nhiên biết làm cái gì. Người có trí tuệ tầng bậc 4 có phải là một người tự nhiên biết làm gì không? Tức là sau khi mà có tầng bậc 3 rồi, vừa nãy mình có nói mà, đầu tiên là mình từ tầng bậc 3, vừa nãy mình có anh Trung có ghi mà. Có phải là từ mình có tầng bậc 3 không? Đầu tiên này mình từ tầng bậc 3. Sau đó lên tầng bậc 4 được chưa? Sau đó quay về tầng bậc 2. Đến tầng bậc 1, đó là gì? Người có trí tuệ luân chuyển được cái này là như thế nào? Quản trị được tâm thức bên trong của mình, cái này quản trị được tâm thức bên trong của mình. Nên là quản trị như thế nào? Anh Trung, Dạ. quản trị tâm thức ở bên trong mình này, có phải là mình dùng trí tuệ tầng bậc 3 là gì? Là tánh không của nội tâm. Là mình bây giờ mình dùng trí tuệ tầng bậc 3 để mình biết được là mọi sự vật sự việc là có tính không, mình có thể kiến tạo nên họ là bất kỳ ai được chưa. Mình đưa về một cái trạng thái là sống thực tại với hiện tại để mình làm gì, có sức phán đoán được chưa. Là mình lên tầng bậc 4 là mình tự nhiên biết điều gì được chưa. Xong mình quay về tầng bậc 2 là mình biết là mình muốn kiến tạo cái điều đó, cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi, từ ở bên trong tôi, cho nên tôi muốn kiến tạo cuộc sống ở bên ngoài như thế nào. Thì tôi dùng cái tầng bậc 2, trí tuệ tầng bậc 2 này, và sau khi tôi có cái hình ảnh tâm trí ở trong đầu tôi, cái kết quả cuộc sống của tôi, thì bắt đầu tôi quay về tầng bậc 1 là tôi sẽ biết tôi nên làm gì, đúng sai thật giả phải trái, được chưa? Wow. Ừ, thì đó thôi, đơn giản. Khi mà mọi người hiểu được tầng bậc 1, bây giờ mình rà soát lại tri thức một tí đi. Trí tuệ tầng bậc 1 có phải là bây giờ người có trí tuệ tầng bậc 1 là người luôn thấy điểm tốt ở nơi người khác không? Là người thấy luôn thấy điểm tốt ở người khác, thấy cơ hội trong nguy cơ. Rồi, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính bản thân tôi, thì người có trí tuệ là người mà biết mọi thứ là từ do kiến tạo ở bên trong mình, thì sẽ chủ động để kiến tạo bên trong mình. Tánh không nội tâm có bao nhiêu ý của tánh không nội tâm? Tầng bậc 3 có bao nhiêu ý? Chứ người có trí tuệ tầng bậc 3, ý thứ nhất là tính không, đúng không cả nhà? Thứ nhất là tính không, thứ hai là bản chất mọi sự vật sự việc không có vấn đề. Cái thứ ba là có phải là hằng sống với sự chân thật nơi chính mình không? Và có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Còn tầng bậc 4 là tự nhiên biết. Tầng bậc 5 không học. Vậy thì mình sẽ luân chuyển các cái trí tuệ nhé. Thì là từ 3, nhầm, từ 3 lên 4, xuống 2, xuống 1. Mình quản trị trong tâm thức, mình hiểu được các nhận thức này, mình quản trị trong tâm thức. Thì đấy, ngày hôm nay mình bài học ngày hôm nay của mình là như vậy. Hiểu tới đây, nắm được tới đây. Bữa sau học tiếp, biết tiếp. Ha. Có ai có bài học tâm đắc gì không cả nhà? Hello. Có ai có bài học tâm đắc? Cô Tuyết có bài học tâm đắc ổ ra không? Dạ alo. Dạ, em ơi cô Thuy. Dạ, biết ơn cô Tâm, biết ơn cả nhà mình. Vì thì đang ở cơ quan nên không thuận lợi bật cam. Nhưng mà cái phần này á, là thầy đã học, đã dạy trong cái mentor 4 á. Nhưng đúng là khi mà học á, mới học cái lần đầu á, thì mình cũng chưa có phân biệt được. Mình cũng ngỡ ngỡ lắm cái phần này. Nhưng mà sau đấy thì mình mới biết được à, là cái nhận thức nội tâm với lại cái tầng bậc trí tuệ á, cái người có trí tuệ tầng bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 á,
Thì hai cái đó khác nhau. Ở chỗ một cái là chủ động và một cái là bị động. Thì giống như là khi mà mình có nhận thức, mình nâng tầm nhận thức mình lên á, thì đâu đó mình còn dùng cái tư duy. Vì khi mà mình có một cái sự việc bất như ý xảy ra á, thì lúc đó mình mới 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 à, mình mới à mình đang tham tưởng cái gì đây, mình bắt đầu là mình mới nói à mình đang vướng cái gì đây, thì mình mới rè lại, thì mình mới sử dụng cái tầng bậc nào. Thì lúc đó là mình ở một cái thế rất là bị động đó. Nhưng mà nếu như mà mình có một cái, nếu như mà dần dần cái bị động nó trở thành cái nhận thức bên trong mình, và mình hành xử thường xuyên đó, mình làm thường xuyên thì nó trở thành một cái chủ động trong mình, thì tự nhiên mình là người có cái trí tuệ tầng bậc 2, tầng bậc 3 hoặc tầng bậc 1 luôn. Và lúc đó tự nhiên mình biết luân chuyển các tầng bậc trí tuệ để mình đối diện với những cái sự việc bất như ý xảy ra. Thì là mình chủ, có nghĩa là mình chủ động kiến tạo đó, có nghĩa là mình không, khi mà một sự việc bất như ý xảy ra thì tự nhiên mình có cái trạng thái đó ngay, chứ không phải giống như là cái nhận thức nội tâm. Nếu như mà mình nhận thức là mình ở thế bị động á, là mình lúc đó mình mới quay trở lại, mình kêu à bây giờ mình phải cần làm gì đây. Còn cái chủ động nó khác một cái á, là mình kiến tạo được cái cuộc sống tốt là cái thứ nhất, và mình hạn chế nhất cái những cái việc bất như ý xảy ra. Nhưng nếu như mà có, như mình ở thế chủ động, nó cũng có việc bất như ý xảy ra, thì khi mà việc bất như ý xảy ra thì giống y như cô nói là mình tự nhiên biết, và mình lên lúc đó là mình tự nhiên biết mình phải làm cái gì, thì cái thực thi nhân bản và cái sức phán đoán của mình ngay lúc đó đó nó rất là cao. Thì rất là biết ơn là cái người có trí tuệ tầng bậc ba, thì đúng là khi mà mình gặp cái việc bất như ý á, thì mình trải qua nhiều cái việc đó đó, thì mình cảm nhận khi mà có trí tuệ tầng bậc ba thì hầu như là các việc của mình là nhân quả nó không có thực thi nhanh, vì vì lúc đó mình biết dừng lại, mình biết dừng lại ngay tức thì nhân quả nó không thực thi. Thì đó là những cái bài học mà thì cũng nắm được trong cái phần này, mà biết ơn cô Trâm đã nhắc nhớ lại cái tri thức. Mà thật ra là cô Trâm muốn nói sâu hơn là vô cái nhận thức nội tâm kia, nhưng mà chắc hôm sau tức là quản trị tâm thức. Nhưng mà quản trị tâm thức thì cái phần quản trị tâm thức á, mà hôm dạy chiêu thiên nhóm á, thì mình cũng rất là tâm đắc, nên là ngày hôm nay thì trước khi mà đi vô cái phần đó thì cô nhắc nhớ lại cái phần nhận thức nội tâm và cái trí tuệ, cái người có trí tuệ, thì cũng làm cho thầy, tại vì mình cũng ứng dụng trong cuộc sống á, thì lúc đầu mình bản thân thì cũng đầu là mình cũng cũng ở cái tầm nhận thức thôi, thì lúc đó mình cũng bị động, nhưng sau dần dần á thì tất cả các sự việc nó đến thì hầu như là trong tâm mình không có lay động, thì mình biết được rằng là mình có một cái sự chủ động, nó ở một cái mức nó hơn cái lúc đầu rồi. Dạ, biết ơn cả nhà mình, và mình có những cái hiện thực đó, và biết ơn cả nhà. Với hồi nãy là mọi người giải thích thì kiểu gì giải thích nó cũng đúng nhưng mà hiểu, nếu mà đã hiểu cái tánh không rồi thì tới cái khúc này giải thích thì nó sẽ đúng. Dạ, biết ơn cô Trâm đã nhắc nhớ, và cô Trâm rất là thấu suốt tri thức. Biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Dạ, biết ơn cô Thuy và biết ơn sự hiện diện của cả nhà. Cả nhà mình mà không ai, dạ, chưa thấy Hải phát biểu bao giờ cả. Cô Mai Hương có đó không? Dạ. Chia sẻ bài học Ôi, tâm đắc ta. hôm nay em tâm đắc ở cái phần là mình luân chuyển các cái, nên em hiểu thêm hơn về cái nhận thức nội tâm và các tầng bậc trí tuệ, và em hiểu là quản trị tâm thức là xuất phát từ nhận thức nội tâm, rồi biết đến các cái tầng bậc nhận thức nội tâm và biết luân chuyển, thì các cách cái sử dụng ấy thì là mình sử dụng từ tầng bậc 3 đưa lên tầng bậc 4, sau đó mình trở về tầng bậc 2 rồi tầng bậc 1. Rất là Dạ. biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Dạ. Rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà.
Rất là biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Với lại là chắc là ngày mai mình nghỉ một hôm nhé cả nhà. Em thông báo ngày mai nghỉ một hôm em đi về quê đám cưới em gái. Dạ, nên là ngày mai mình nghỉ một hôm thì xong rồi quay lại mình chia sẻ ha. Thì rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà luôn đồng hành và hy vọng là sau buổi sau mình chia sẻ thì mình sẽ học thấu suốt hơn các tri thức để áp dụng vào cuộc sống nữa. Em xin phép Dạ tạm ngưng nha. chắc Dạ, biết ơn cô Tuyết. tâm lắm, hôm Cô nay được tỏ ra thấu suốt quá cô. Hôm buổi ngày hôm nay thì em nghe phần đầu á, chứ liêm chính là phần sau là không có tập trung á, nên là chưa có nghe mà. Trời ơi, thấy nó mọi thứ nó rõ ràng á, tức là mình ứng dụng các tầng bậc nhận thức nội tâm, tầng bậc trí tuệ như thế nào trong cuộc sống. Mình biết là cái tầng bậc nhận thức nội tâm thì là mình đang bị động và mình cần phải chủ động như thế nào, thì ngày hôm nay được cô Trâm giải chiêu cho ngon quá. Biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Dạ, biết ơn cô Tuyết. Nè. Dạ. Vậy ha cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều an vui. Em xin phép được tắt dúm ạ. Dạ cô. Dạ.